mỏi, thấy tê rần, thấy sưng ở một chỗ vùng khớp nào đó. Và đôi khi đi khám thì mọi người sẽ nhận được cái chẩn đoán của bác sĩ, có thể là viêm xương, viêm khớp, thoái hóa xương khớp, loãng xương. Thì với cái công việc của tôi hàng ngày, vì tôi là một bác sĩ nội tổng quát, gần như tất cả các mặt bệnh tôi đều gặp. Và khi liên quan đến xương khớp thì chúng tôi cũng là người nhận những cái thông tin từ quý bệnh nhân đầu tiên. Rõ ràng rằng là những cái việc liên quan đến xương khớp vô số kể. Với tôi thì có lẽ đó là thoái hóa khớp là nhiều nhất. Và mọi người cũng biết rằng là thoái hóa khớp không phải chỉ ở người già. Ở rất nhiều độ tuổi đều đã có thoái hóa. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta có rất là nhiều loại vận động khác nhau. Và những loại vận động đó có quá mức của khớp mình hay không thì tự động nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển hoạt động của khớp. Vì vậy những cái việc đó rất rất thường gặp. Và thậm chí kể cả những bạn trẻ, trẻ ở đây tôi nói là dưới 30 tuổi, dưới 25 tuổi cũng có những vấn đề như thế, nhưng cũng chưa chắc biết là mình đã có bệnh. Đôi khi chúng ta dễ bỏ qua lắm. Vậy thì hôm nay tôi sẽ cùng với bạn Sơn chia sẻ với các bạn những điều mà có lẽ ở đây ai cũng quan tâm. Xin mời mọi người sẽ tiếp tục nghe đề tài của chúng tôi nha. Qua cái phần tâm sự của chị Mai, bác sĩ Mai, thì chúng ta có thể thấy rằng là độ tuổi cũng như số lượng người nó đa dạng. Vậy thì chúng ta có thể nhận thấy là xương khớp chắc khỏe nó không chỉ điều trị dựa vào cái việc là dựa vào cái lời tư vấn cũng như phác đồ điều trị, đó chỉ là phần ngọn mà thôi, mà cái phần cần thiết nhất phối hợp với phần điều trị bác sĩ đó chính là chúng ta sẽ giải quyết được cái phần gốc. Và phần gốc chính là kiến thức, là giải pháp chăm sóc xương khớp của mình. Vậy thì nội dung trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta kết hợp luôn cả phần gốc phần ngọn, bao gồm có ba nội dung. Thứ nhất đó chính là sự hiểu biết của chúng ta về sức khỏe xương khớp là gì. Phần thứ hai đó là collagen và vai trò collagen đối với xương khớp. Đây là một nội dung rất mới, rất lạ và xin chắc chắn là rất nhiều anh chị đây chúng ta sẽ make wow với nội dung này. Phần thứ ba đó chính là dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe và xương khớp. Để hiểu xương khớp ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống, công việc và sức khỏe của mỗi một người, thì bác Mai có thể cho biết các độ tuổi cũng như số lượng người mà thường có vấn đề về xương khớp như thế nào? Thực ra tất cả chúng ta đều có một cơ thể, trên đó ai cũng có một cái bộ xương, đúng không ạ? Và trên người chúng ta có bao nhiêu xương, không biết là mọi người có từng đếm chưa, và có thử đếm xem coi là mình có bao nhiêu xương như thế nào, và xương đó có chức năng gì, cùng với những cái sự vận động của nó trong cơ thể của chúng ta ra sao. Thì hôm nay xin mời mọi người bắt đầu đi vào cái khu vực chiêm ngưỡng xem bộ xương của chúng ta ra sao và nó có sự quan trọng như thế nào đối với sức khỏe nói chung. Trước tiên thì tôi muốn nhắc lại về thực trạng về bệnh lý xương khớp cho mọi người cùng hiểu được. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO là vào khoảng thời gian 2011 đến 2020 thì người ta gọi đây là thập niên của xương và khớp. Tại sao như thế ạ? Bởi vì từ khoảng 2010, 1990 cho đến khoảng 2010, trong khoảng một cái thời gian như thế thì cứ trung bình hai người có một người bị đau lưng. Và tỷ lệ này tăng lên 57% ở các nước đang phát triển và chỉ có 16% ở những nước phát triển rồi thôi. Trong dân số trên toàn cầu thì người ta thấy rằng 90 đến 100% những người trên 63 tuổi có biểu hiện của thoái hóa viêm xương khớp. Đấy, vì vậy những con số thống kê này Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt cái thời điểm
từ 2011 đến 2020 chính là thập niên xương khớp. Như vậy thì bệnh xương khớp chính là nguyên nhân thứ hai gây ra cái tình trạng khuyết tật của toàn cầu. Mọi người nghe thấy đáng sợ không ạ? Nhưng nhiều khi chúng ta không biết, bởi vì đôi khi chúng ta không quan tâm hoặc là chúng ta cũng không để ý đến thông tin như thế này. Nhưng với cái thống kê của ngành y tế thì đây là một điều đáng lo ngại. Và vì như vậy thì chúng ta sẽ xem tại Việt Nam thì với tình trạng nước Việt Nam chúng ta, mọi người sẽ thấy gì nhé? Người ta thấy rằng những người trên 80 tuổi thì tỷ lệ 85% bị thoái hóa khớp. Điều này thì dễ hiểu đúng không ạ? Bởi vì người lớn tuổi, tuổi cao, tất cả mọi cơ quan trên cơ thể đều thoái hóa thì xương khớp không ngoại lệ. Nhưng người trên 65 tuổi thì tỷ lệ đó là 60%. Và một điều người ta thấy gia tăng ở cái tỷ lệ người trên 35 tuổi là trên 30% đã thoái hóa khớp. Đây là một cái điều mà có thể mọi người chúng ta đâu đó nghe qua nhưng không hình dung được những con số này nó có ý nghĩa ra sao. Còn với chúng tôi, những nhân viên ngành y tế thì thấy thực sự rất đáng lo ngại. Bởi vì như thế này rõ ràng rằng là có một cái vấn đề ở đâu đó mà dân số nói chung đã và đang chưa có quan tâm lắm đến cái xương khớp của mình để làm sao giảm cái tỷ lệ thoái hóa này xuống. Như vậy thì có thể thấy rằng là cái số lượng người mà mắc về xương khớp ngày càng nhiều, và cứ lượng người mà càng lớn tuổi thì tỷ lệ phần trăm sẽ mắc càng cao. Có một con số đáng sợ là những người mà trên 35 tuổi, sẽ nghĩ trong cái phòng Zoom ngày hôm nay của chúng ta chắc chắn là rất nhiều các anh chị thuộc trong cái nhóm này, mà đến 30% những người đã có vấn đề. Vậy thì phải chăng là kiến thức về xương khớp của chúng ta có thể còn chưa được rõ ràng, chưa được hiểu biết đúng, dẫn đến việc là chúng ta chưa thực sự quan tâm chăm sóc và bảo vệ, từ đó tỷ lệ mắc người xương khớp càng ngày càng cao như vậy, phải không bác sĩ ạ? À, có lẽ đúng thế. Như tôi là một bác sĩ ngồi tiếp cận bệnh nhân ngay từ những cái bước mà tầm soát sức khỏe thì rõ ràng đôi khi người ta cũng không chú ý, trừ khi người ta có triệu chứng đau thì mới nói là tôi muốn khám xương khớp. Còn đa phần gần như không mảy may để ý đến chuyện này. Và vì sao như thế thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu coi cái hệ xương của chúng ta, cái vai trò của nó như thế nào mà nó gây ra một cái tỷ lệ ảnh hưởng đến như vậy nha. Mọi người hãy cùng chú ý, đây là hình ảnh bộ xương được tách ra để cho mọi người sẽ hiểu được đó là những xương nào. Chúng ta sẽ thấy từ đầu tới chân có rất nhiều xương đúng không ạ? Từ xương sọ này, xương sống này, xương sườn này, xương chậu này, xương chi nè. Như vậy thì vai trò của hệ xương chúng ta ấy là, thứ nhất, nó có tác dụng nâng đỡ cơ thể. Các bạn có thấy là chúng ta đứng trên hai bàn chân rất nhỏ bé không? Các bạn sẽ thấy bàn chân rất bé nhưng đỡ cơ thể. Có người thì 30 kg, có người 50 kg, có người 80 kg, thậm chí có người hơn cả 100 kg. Đúng không ạ? Vậy thì cái đôi bàn chân, nhưng để được đến bàn chân thì cả một cái khung trục từ cột sống, từ xương cẳng chân, xương đùi trở lên thì đó là các cái xương để nâng đỡ cơ thể. Cái thứ hai nữa, các bạn có thấy là nếu mà chúng ta không có xương thì có đi được không ạ? Có cử động được không ạ? Có cầm nắm được không ạ? Có làm việc này việc kia được không ạ? Vì vậy, hệ xương là một cái vai trò rất quan trọng trong mọi chuyển động của cơ thể và trong cuộc sống của chúng ta, sự chuyển động đấy cực kỳ quan trọng. Và người ta nói thế này, chỉ có cơ thể sống là một cơ thể vận động. Vậy có nghĩa rằng là nếu mà không vận động, không nhúc nhích gì nữa thì chưa chắc là cơ thể đó còn sống. Như vậy thì hệ xương cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Còn tiếp theo nữa đó là hệ xương làm sao bảo vệ các cơ quan nằm trong khung xương.
Tại sao lại nói như thế ạ? Nếu mà cái bộ óc của con người không có cái hộp sọ bảo vệ thì làm sao ạ? Có lẽ ở đây ai cũng từng ăn ốc heo, ốc bò rồi. Dĩ nhiên ốc người thì chúng ta không ăn, đúng không? Nhưng nó rất mềm, nó nhũn ra như là cái đậu hũ non. Vì vậy nếu không có cái hộp sọ kín như thế này, bảo đảm cái bộ não của chúng ta sẽ không được bảo vệ vệ và không còn toàn vẹn nữa. Rồi các bạn lại thấy tại sao cái lồng ngực của chúng ta to thế, nhiều xương thế? Bởi vì trong này sẽ có tim và phổi nằm trong này. Cho nên cái khung xương lồng ngực gồm có 12 đôi xương sườn và tổng thể mấy chục cái đốt sống ngực. Nó thành một cái khung kín, khung như thế này và nằm trong đó là tim phổi được bảo vệ. Vậy nếu không có cái khung này thì phổi chúng ta phơi trần ra, tim của chúng ta không được cố định ở trong khung lồng ngực nữa. Đó. Và ở dưới khung chậu, các bộ phận sinh sản của phụ nữ, của nam giới đều nằm ở đây. Ngoài ra, từ cái lồng ngực cho đến cái khung chậu này, có một cái đoạn nữa thì trong đó là gì ạ? Ruột gan các bạn nằm trong đó. Vậy thì toàn bộ phủ tạng nó đều được xung quanh bởi cái hệ xương như thế này, nâng đỡ và bảo vệ để tránh gây ra những cái tổn thương mà vốn dĩ nếu không có hệ xương thì có lẽ chúng ta không có được cái vóc dáng hình hài của cái con người toàn vẹn như mọi người vẫn thấy. Một cái vai trò nữa mọi người sẽ có lẽ không biết hoặc rất ít, đó chính là sản sinh ra tế bào máu. Thế thì xương nào trong này sản sinh ra tế bào máu và phần nào? Thì thực ra trong xương, tủy xương là nơi sản sinh ra tế bào máu. Tủy xương là nơi sẽ sinh ra hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Đó là các tế bào máu. Và những tế bào này lưu chuyển trong cái dòng máu của chúng ta với nhiều mục đích để nhằm duy trì cả cái hệ thống cơ thể được hoàn chỉnh về chức năng và cấu trúc của nó. Còn một việc nữa, vai trò của hệ xương cũng rất quan trọng. Trong này tất cả những cái tôi nói không có cái nào là nhất. Bởi vì chỉ cần thiếu một trong những cái này thôi thì chúng ta tiêu ngay. Đó là xương là một cái kho để dự trữ các cái khoáng chất. Và những cái khoáng chất này rất quan trọng đối với cơ thể sống. Những cái khoáng chất này sẽ gồm rất nhiều thứ. Nào canxi, phospho, magie, đồng, tất cả những thứ đó. Và như vậy, với cái vai trò của hệ xương như thế này thì mọi người thấy cực kỳ quan trọng. Mà nếu chúng ta không bảo tồn, bảo dưỡng cái hệ này thì có phải là tất tật tật đều ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? Vì vậy, chúng ta cũng hãy đi tìm hiểu xem hệ xương của chúng ta được cấu tạo như thế nào. Người ta dùng giải phẫu, có nghĩa rằng là mổ trên tử thi để đếm xem cấu trúc của con người thì bao nhiêu xương. Người ta đếm được khoảng 206 xương toàn bộ nha, từ đầu tới chân hết. Như vậy trong đó sẽ chia làm hai loại. Một là cái khung xương trục. Khung xương trục thì nó sẽ gồm có 80 xương. Và khung xương chi, chi tức là tay chân đó các bạn, thì gồm có 216 xương. Và trong đó thì cái khung xương trục với 80 xương này, chủ yếu mục đích của khung xương trục đó là bảo vệ và nâng đỡ cơ thể. Như lúc nãy tôi đã nói sơ để các bạn hiểu rồi. Còn khung xương chi thì 216 xương đấy có tác dụng với cái cấu tạo này để di chuyển và điều khiển các cái đồ vật. Và rồi các bạn nhìn đi ạ. Trên cái khung hình này là hai cái bộ xương chúng ta nhìn từ đằng trước và đằng sau của một cái con người. Nhưng các bạn nghĩ xem nếu mà nhìn hình dáng chúng ta qua như thế này thì có kinh khủng không ạ? Thực ra để đắp vào, để chúng ta vận động được, nếu chỉ xương đứng với nhau thì cũng không thể nào mà hoạt động được. Vì vậy sẽ có cơ, có dây chằng, có gân, có nhiều thứ nữa để kết nối toàn bộ cái hệ thống xương này lại. Và như vậy với cái cấu tạo như thế thì tại sao xương lại hoạt động được như vậy? Bởi vì thành phần hóa học của xương sẽ có hai cái mảng chất. Thứ nhất
Đó là cái nhóm chất hữu cơ. Nhóm này nó sẽ chiếm 30% trọng lượng xương khô. Nào, tức là 100% thì chất hữu cơ chiếm 30%. Còn lại là 70% chất vô cơ. Như vậy, vô cơ chiếm phần lớn. Nhưng chất hữu cơ đấy là gì ạ? Chất hữu cơ đấy là gồm có protein, hay là chất đạm, lipid hay là chất béo, mucopolysaccharide. Và trong này thì tỷ lệ chiếm cao nhất với cái chất hữu cơ của xương. Các bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng. Đấy là collagen chiếm 90%. Còn lại là các phức hợp protein khác. Như vậy thực ra khi mọi người nghĩ đến xương, mọi người sẽ nghĩ toàn là chắc là vôi, toàn là chất khoáng, nhưng không hề biết chất hữu cơ với tỷ lệ chiếm như thế này và collagen chiếm tỷ trọng cao nhất trong cái chất hữu cơ của xương. Trong đó chất vô cơ thì rất là nhiều loại khoáng như ở trên tôi cũng đã nhắc: canxi, magie, mangan, silic, kẽm, đồng. Và chủ yếu canxi ở trong xương dưới dạng carbonate canxi hoặc là phosphate canxi. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng hai cái thành phần chất hữu cơ và vô cơ ở trong xương khi nghe đến lúc này có thể mọi người bắt đầu sẽ ngạc nhiên. Không biết Sơn có thấy gì lạ khi nghe qua chất hữu cơ và vô cơ của xương không? Đúng rồi chị bác sĩ Mai, đây là một cái việc mà chúng ta đi kiến thức sâu hơn so với những gì chúng ta được biết về cấu tạo về xương trước đây. Đặc biệt một cái điều mà làm cho Sơn và Sơn nghĩ là nhiều anh chị đang cùng theo dõi chương trình Zoom ngày hôm nay ngạc nhiên, đó chính là trong thành phần chất hữu cơ thì collagen lại chiếm đến 90%. Đây là một cái điều mà hầu như mọi người chỉ nghĩ là collagen là một cái thương hiệu làm đẹp cho da, thương hiệu làm căng các cái sợi đàn hồi dưới lớp da, mà không nghĩ đến cái việc là nó chiếm 90% trong cái chất hữu cơ trọng lực xương khô như thế này. Vậy thì trong cái quá trình mà hình thành ra các tế bào xương đó, thì nó có cái sự chuyển biến như thế nào trong quá trình đó, xin mời ạ. Và với các thành phần mà tôi vừa nói thì thành phần hóa học của xương ở mỗi người chúng ta tưởng rằng nó giống nhau nhưng không hề. Tỷ lệ các thành phần này nó sẽ khác nhau ở mỗi người. Vì vậy cho nên không phải người ta giống mình hết tất cả. Cho nên chúng ta sẽ đi tìm hiểu coi tại sao mà nó lại khác nhau như thế. Thì luôn luôn lúc nào ở trong cơ thể, trong hệ xương của chúng ta luôn diễn ra hai quá trình, có nghĩa là không có cái nào mà hơn cái nào hết. Đó là một quá trình hủy xương và một quá trình tạo xương. Hai cái này diễn ra song song. Vì sao như thế? Thì có ba loại cái tế bào ở trong xương, đó là tế bào hủy xương, tế bào tạo xương và một loại tế bào nữa là tế bào xương. Như vậy khi tế bào xương được sinh ra một thời gian già cỗi thì sẽ chết đi, nhưng quá trình chết đi đó của nó sẽ được một loại tế bào, đó là tế bào hủy xương tác động vào để cho tế bào xương cũ được giảm đi. Và như vậy sẽ có một loại tế bào kích thích để cho tế bào xương mới được tạo ra. Và khi nào cũng xảy ra như thế này song song. Nhưng ở mỗi một tuổi, ở mỗi một cái độ sinh hoạt vận động khác nhau hoặc là có những cái quá trình bệnh lý ảnh hưởng thì cái quá trình này có thể cái này sẽ tăng hơn cái kia. Ví dụ như người lớn tuổi chúng ta sẽ thấy hủy xương nhiều hơn. Vì vậy loãng xương sẽ dễ hơn so với tạo xương. Nhưng đồng thời nếu tạo xương mà nhiều quá sẽ gây ra đặc xương và cũng rất dễ gãy xương. Nào, thành ra là hủy xương và tạo xương rất quan trọng. Như vậy thì cái nào nhiều hơn cũng không tốt không bác Mai Đúng rồi. Không có cái à. gì nhiều tốt mà nó phải cân bằng. Và cơ thể rất cần sự cân bằng đó. Thế thì trong xương thì như thế. Nhưng để xương nối với nhau thì cần điều gì? Đấy là các khớp. Thế thì các khớp trong cơ thể thì nó bao gồm những cái gì? Mời các bạn cùng cùng Cơ làm tiếp. thể thường bao nhiêu loại và cấu tạo như thế nào thì nhờ bác sĩ Mai giải thích cho mọi người. Ok. Có nghĩa rằng là
người ta cũng dựa trên cái giải phẫu. Giải phẫu tức là người ta phân tích cái cơ thể khi người tức là phân tích xác người đó, thì người ta đã đếm và nghiên cứu thấy ước tính có khoảng từ 250 cho đến 350 khớp ở một người bình thường. Tại sao lại có cái con số mà từ 250 đến 350? Bởi vì sẽ có những người không có bao giờ sử dụng đến cái khớp đó, hoặc là cái khớp đó là một cái khớp mà chỉ có một vài cái cuộc sống đặc biệt người ta mới dùng. Vì vậy sẽ có một số người số khớp nhiều hơn một số người khác. Và vì có nhiều khớp như vậy thì người ta sẽ chia như thế nào để nôm na cho mọi người hiểu được với cái chức năng của khớp, thì người ta chia theo hoạt động vận động của khớp. Một loại đó là khớp động, có nghĩa là khớp này sẽ giúp cho chúng ta cử động đi lại, xoay được tới lui à. Và cái khớp động này thì nó sẽ chứa những cái chất lỏng hoặc dịch để cho hỗ trợ việc di chuyển của cái khớp đấy. Một cái loại thứ hai đấy là khớp bán động, có nghĩa là nó cũng chuyển động nhưng nó bị giới hạn. Thì cái loại khớp này nó có hai cái mặt khớp và được giữ chặt hai cái đoạn xương lại với nhau nhưng nó hạn chế việc di chuyển. Ví dụ nó không thể xoay 360 độ, nó không thể xoay 90 độ, nó không thể xoay 180 độ. Vì vậy người ta gọi là bán động, có nghĩa là nó cũng cử động, nó cũng chuyển động nhưng mà cái độ cử động nó giới hạn hơn so với khớp động. Và một loại thứ ba, có lẽ đây mọi người sẽ ít nghĩ tới vì mọi người nghĩ là khớp là những chỗ nào mình nhúc nhích, đúng không? Nhưng có một loại khớp đó chính là khớp bất động. Thực ra cái này nếu anh chị nào có con rồi, có cháu rồi, thì khi đứa bé sinh ra, mọi người sẽ thấy nó có hai cái thóp, thóp trước và thóp sau. Thì cái xương sọ chúng ta ban đầu nó từng mảnh rời như thế để cho cái não nó lớn lên dần, vì vậy xương không được dính với nhau lúc đó. Và não của trẻ sẽ phát triển cho đến khi đủ như một phát triển như một người trưởng thành, thì khi đó bắt đầu các khớp này đóng. Và khi đã đóng lại có nghĩa là nó không thể chuyển động nữa. Nó giúp cho cái hộp sọ chúng ta kín lại để bảo vệ cái cấu trúc não bên trong được toàn vẹn. Đó. Thì như thế có ba loại khớp. Mọi người hình dung dễ nhớ, đó là một cái động, một cái bán động và một cái là bất động. Một cái hình ảnh để mọi người dễ hiểu về cái khớp động. Vì sao nó lại động? Bởi vì ở trong khớp này, cái cấu tạo của nó có cái khớp hoạt dịch. Tức là thành phần của nó sẽ có xung quanh như thế này. Hai cái đầu xương trên và dưới, nếu không có cái chất đệm là hoạt dịch thì nó sẽ đè vào nhau và nó mài mòn. Và khi chuyển động nhiều lâu dần thì nó sẽ hư cái khớp. Vì vậy, trời sinh ra chúng ta, cấu tạo của cái khớp này sẽ có cái bao hoạt dịch. Thì từ cái mặt khớp thì bên trong sẽ có cái dịch khớp. Có nghĩa là sẽ có một cái dịch nhờn để làm cho hai cái đầu khớp này tiếp xúc với nhau mà nó không có gây ra nghe tiếng rít, không nghe ra tiếng lạo xạo. Thì nhờ cái dịch khớp này, nó giống như là dầu nhớt để bôi trơn động cơ chạy vậy đó, như trong xe chúng ta vậy đó. Nào. Vậy thì cái dịch khớp này phải được nằm trong một cái ổ gọi là cái bao khớp, nếu không nó sẽ tràn ra ngoài. À, đây là cái hình cắt dọc để mọi người nhìn thấy. Đây là cái đầu xương trên, đây là đầu xương dưới. Thì cái bao khớp nó chứa chất dịch khớp như thế này. Vậy thì trên cái mặt của mỗi cái khớp nó là cái gì? Nó chính là cái sụn khớp. Cái này mọi người người ta gọi là gì nhỉ? Ăn xí quách thì sẽ thấy cái phần trong trong dai dai như thế này. Chúng ta cắn vào, chúng ta nhai sẽ thấy nó sực sực. Đó chính là sụn khớp. À, ngoài hết toàn bộ dịch khớp, bao lấy cái sụn khớp này, thì đó là cái bao hoạt dịch. Cái này để giữ toàn vẹn tất cả những thứ bảo vệ cái cho cấu trúc khớp, gồm hai cái đầu xương như thế này. Xung quanh nó nhiều cái cấu trúc để cho cái khớp được hoạt động. Đây chính là lý do của cái khớp động mà lúc nãy tôi đã mô tả ở trên. Và như vậy thì vừa thấy được một cái khớp thì chúng ta sẽ thấy cái phần sụn khớp. Thế thì trong sụn khớp nó có gì ạ?
Sụn khớp đó là một cái lớp mô trong suốt, vừa cứng nè, vừa bền, dai và đàn hồi rất tốt và bao hết cái đầu xương. Mọi người có lẽ ăn những cái món như miền Nam chúng ta hay gọi đó là xí quách đó. Tức là xương, sau khi người ta chặt xương rồi á, thì đi lên tới đầu khớp thì mọi người đều thấy cái lớp này. Đó chính là sụn khớp. À. Nếu không có cái sụn khớp này bao thì các cái khớp chúng ta nó sẽ mẻ đi và nó sẽ không còn toàn vẹn, không hoạt động được đúng cái chức năng của khớp nữa. Vậy thì trong sụn khớp cái thành phần của nó là gì vậy? Nước chiếm phần lớn, chiếm từ 65 cho tới 80%. Trong đó những cái thành phần quan trọng với sụn khớp thì collagen chiếm 10 đến 20%. À, hồi nãy tôi đã nói phía trên, tức là trọng lượng xương khô thì chất hữu cơ chiếm 30%. Nhưng với 30% đó thì collagen chiếm 90% cái trọng lượng khô đó. Ừ. Còn đối với khớp thì chiếm từ 10 đến 20% collagen ở trong sụn khớp. Ngoài ra những cái chất proteoglycan 10 đến 15% và các tế bào sụn là dưới 10%. À. Như vậy, tại sao chúng ta phải hiểu cái sụn khớp như thế? Bởi vì hàng ngày chúng ta có thể ăn đó, nhưng mà chúng ta không có ý niệm được là trong đó chứa cái gì và vì sao chúng ta lại ăn vào cơ thể, đúng nào? Thế thì vai trò của sụn khớp là cái gì? Nó chính là cái lớp đệm để bảo vệ, giúp cho giảm chấn động và tránh sự cọ xát giữa hai cái đầu xương. À, nếu không có cái đệm này thì hai cái đầu xương cọ vô nhau là nghe cứ sột sẹt suốt và nó sẽ mòn đi, xương nó sẽ cứ gãy, nó gai và nó đâm vào nhau. Đấy, thế thì cái sụn khớp cực kỳ quan trọng của mỗi một cái khớp. Không biết là nghe với cái thành phần của sụn khớp vậy thì Sơn có thắc mắc gì không? Có một cái điều mà em cảm thấy rất là thú vị ở chỗ là trong cái phần sụn khớp này á, nó không có chứa mạch máu và nó rất dễ bị thoái hóa. Thì bác sĩ Mai có thể phân tích kỹ hơn chút xíu về cái phần mà này, bởi vì là khi mà sụn khớp nó có vấn đề vì không có chứa mạch máu thì cái chất gì giúp cho chúng ta có thể hồi phục, sửa chữa cũng như khắc phục nếu như nó bị tổn thương. Rất là hay. À, mọi người sẽ ngạc nhiên và không biết mọi người có từng nặng mụn, từng bị cái vết thương, từng bị cái gì đó trầy ở trên da mặt không? Và trong tất cả những cái mô của cơ thể thì nơi nào mà các bạn thấy mạch máu càng nhiều, nơi đó cái vết thương rất mau lành. Vì sao? Vì máu sẽ dẫn chất dinh dưỡng, sẽ dẫn đến những cái thành phần để giúp chữa lành cái mô bị tổn thương đó. Nhưng đối với khớp không có chứa mạch máu, vì vậy vô cùng dễ bị tổn thương và khó lành, rất dễ bị thoái hóa. Bởi vì không có mạch máu nuôi đến như thế này thì nó chết rồi, đúng không? Nó rất khó lành, nó rất lâu lành. Nhưng trời sinh hay lắm à. Nếu chúng ta không có cái này thì chúng ta sẽ có cách khác. Vậy thì cách đó là gì ạ? Cách đó là hồi nãy tôi mô tả ở trong cái cấu tạo của cái khớp. Các bạn nhớ bao hoạt dịch không ạ? Thế thì bao hoạt dịch đó là một cái túi nhỏ chứa cái dịch khớp trong suốt và nó có độ nhờn rất là cao để cho nó ma sát giữa hai cái mặt khớp với nhau mà nó không gây ra tổn thương cái khớp này. Và như vậy thì trong cái bao hoạt dịch này nó chứa cái gì mà nó làm cho nó nhớp như vậy? Thì người ta phân tích, người ta thấy rằng đó là nước ở trong đó thì nó có chứa cái hàm lượng là axit hyaluronic, chứa từ 2,5 cho đến miligam trong 1 ml dịch khớp. À, như vậy cái dịch khớp nhiều thì cái lượng axit này nhiều. Và đây chính là cái thành phần giúp làm gì ạ? Giúp để cho giảm ma sát giữa cái sụn khớp. Nhưng cái quan trọng đó là vì mạch máu của cái sụn khớp thì không có, cho nên chính cái axit hyaluronic này nó sẽ giúp thẩm thấu, cung cấp các cái dưỡng chất qua cái dịch của cái mạch như này. Như vậy chúng ta ăn, chúng ta uống này kia, mạch máu sẽ đến ở cái vùng mô ngoài. Nhưng khi nó muốn đi vào đây thì bắt buộc nó phải có cái thành phần này thì nó mới giúp thẩm thấu được những cái chất đó. Và lúc này khớp lấy cái dưỡng chất như vậy đó, có nghĩa là bằng cách thẩm thấu. Vì vậy nếu chúng ta thiếu cái thứ này đi thì coi như là
chúng ta đang dễ làm cho cái khớp nó tổn thương, nó sẽ khó lành. Tương tự, những cái thứ mà khớp nó không cần nữa, nó thải ra thì cũng không có mạch máu, không có cái đường ống cống dẫn ra để thải ra sông ra biển, đúng không ạ? Nhưng nó cũng nhờ cái chất này nó lại thẩm thấu, có nghĩa là chất tốt thì đi vào, những chất không cần nữa thì sẽ được đào thải ra. À, các bạn thấy hay không? Quá hay, không ngờ là không có mạch máu thì lại có một cái backup dự phòng khác nữa. Đúng thông rồi. thường thì Và... chúng ta dạ xin mời bác sĩ Mai. Tức là nếu mà chúng ta không biết điều này thì thực ra khi mọi người đau hay là mỏi hay là sưng, đa phần mọi người sẽ dùng cái biện pháp đó là massage, đó là bóp, đúng không ạ? Nhưng vô hình chung khi mà các anh chị tạo ra cái hoạt động này thì các anh chị đã làm cho cái phần này nó sưng nề lên, và đôi khi nó lại kém thẩm thấu cái chất này, và vì vậy dưỡng chất hay là những thứ đào thải ra ngoài vô tình không được giải quyết. Oh. Wow. Như vậy là cần phải có cách massage đúng hay cách vận động đúng thì nó mới ngăn ngừa tình trạng đó không bất mai. Đúng rồi. Nếu không là chúng ta chỉ toàn là hại mình, mà nhiều khi mình cứ tưởng là mình đang giúp, nhưng thực ra mọi người sẽ thấy một thời gian tại sao mọi người vẫn phải đến gặp chúng tôi là nhân viên y tế, bởi vì với cách thông thường mọi người đang làm tổn thương cái khớp của mình. Wow, wow, hay quá. Thế thì là khi mà đến gặp nhân viên y tế cũng như đến gặp bác sĩ thì thông thường mọi người hay nêu cái vấn đề của người bệnh nhân, ví dụ như là bác sĩ ơi, tôi bị nhức tay mỏi chân, rồi tay tôi nó cử động vào buổi sáng nó cứng nhắc, nó không thể nào mà nó co tay lại, hoặc là khi tôi bước lên cầu thang thì cái khớp gối của tôi nó kêu lạo xạo. Như vậy thì tất cả những vấn đề đó thì bác sĩ có thể cụ thể cái tên của những vấn đề đó bằng cái thuật ngữ về bệnh học để cho mọi người có thể nắm bắt hình dung và từ đó hiểu rõ được, phối hợp với phác đồ điều trị bác sĩ một cách hiệu quả hơn, được không ạ? À, tôi nghĩ điều này ai đi khám bệnh cũng có được một cái chẩn đoán, cũng có một cái câu bác sĩ nói rằng là anh chị bị vấn đề này, anh chị bị vấn đề bề kia, tình trạng này. Thì nghe rất là đơn giản, vài từ thôi, có khi đôi ba từ, có thể là một cái câu rất là ngắn. Thì mọi người hãy nhìn những cái vấn đề xương khớp mà thường gặp đó là gì. Bình thường trên hình chúng tôi đang chiếu cho các bạn xem đây, cái xương bên trái chính là một cái xương bình thường. Các bạn sẽ thấy là mật độ các cái điểm chấm ở trong này nó đều đặn với nhau. Thì đây là một cái xương bình thường, chứng tỏ là gì? Mật độ xương nó đều hết và nó tạo cái độ chắc cho cái xương rất là bền. Đây là người ta cắt ngang ra để nhìn thấy như thế. Vậy thì với một người loãng xương thì sao? Thì chúng ta sẽ thấy nó thưa hơn, nó rỗng hơn. Và khi cắt ngang nhìn nó sẽ thấy lỗ rỗ như thế này. Đây, đây chính là hình ảnh của xương bình thường và xương của người loãng xương. Dĩ nhiên người loãng xương càng nặng hơn thì cái này càng rỗ nhiều nữa, và các cái điểm đặt ở trên này sẽ càng ít đi. Và nếu các em nhỏ dinh dưỡng, vận động, mọi thứ không phù hợp thì sẽ có cái bệnh còi xương. Cái chữ còi xương thường người ta dùng để nói đến cái tình trạng xương của trẻ là chính. Như vậy thì xương bình thường khi không bị còi thì như thế nào? Mật độ xương và nó đều đặn, cho nên xương nó sẽ thẳng và nó giữ đúng cái trục của xương sinh lý. Nhưng nếu bệnh còi xương thì các bạn sẽ thấy xương sẽ bị cong vòng đi. Xương sẽ có những cái chỗ mà nó không bờ, nó không có liền mạch đều với nhau nữa. Và nó có thể phồng ra chỗ này thì teo lại chỗ kia. Và như vậy thì rất dễ bị tổn thương. Nếu chạy nhảy không chừng thì rất dễ bị gãy xương. Đó là bệnh còi xương. Đó. Thế thì những cái vấn đề này mô tả bằng hình ảnh để mọi người dễ hình dung. Nhưng trên cái tình trạng mọi người thì chỉ sẽ biết được rằng là chúng ta đau hay không, chân chúng ta có vòng kiềng hay không, chân chúng ta có đi hai hàng hay là đi chấm phẩy hay không. Đó, ví dụ vậy. Và khớp cũng tương tự. Thế thì khớp bình thường hồi nãy ở trên tôi đã mô tả thì mọi người sẽ nhìn thấy nè, có nghĩa là bao khớp phải toàn vẹn, sụn khớp phải toàn vẹn, bao hoặc dịch, chất hoặc dịch, dịch khớp, tất cả đều phải còn bình thường thì nó sẽ như thế nào?
Nhưng khi thoái hóa có nghĩa rằng một trong những thứ ấy nó đã bị giảm đi, nó đã bị mất đi, nó đã bị rách, nó đã bị bào mòn, nó đã bị vì một lý do gì đó, vì công việc, vì tuổi tác, vì nhiều thứ, nó gây ra như thế này. Nó sẽ không còn sự toàn vẹn của khớp nữa và bắt đầu có quá trình thoái hóa khớp. Cái này nó không phải ngày một ngày hai ngày nhanh đâu các bạn, nó diễn ra cả một chuỗi thời gian cho đến khi có triệu chứng thì chúng ta sẽ thấy tổn thương. Và một cái hình ảnh nữa đó là viêm khớp dạng thấp, tức là do một cái bệnh lý yếu tố thấp nó dẫn đến một cái loại tình trạng viêm, viêm đó gây nên chuyện sưng nóng đỏ đau và sau một thời gian bắt đầu nó mới gây mòn và tổn thương cái khớp này. À, thì các cái vấn đề xương khớp thì nó thường như tôi vừa mô tả đây. Còn nhiều cái tình huống khác nhưng mà với đời thường thì với các bạn sẽ gặp nhiều những cái tình trạng như thế này. Đó là những cái vấn đề mà gọi là nó phổ thông và đa số nhất. Một trong những cái điều mà quan trọng nhất khi mà đến gặp bác sĩ để điều trị, để phối hợp khi chúng ta hoàn thành xong việc khám chữa bệnh, đó chính là chúng ta tìm cho ra được nguyên nhân tại sao mà người bệnh đó mắc phải căn bệnh như thế này. Có một cái điều mà em gặp rất là nhiều trường hợp cũng như chính bản thân em mắc mà, đó là khi mà mình dẫn người nhà đi tới bác sĩ cũng như rất nhiều người khác thì vì bác sĩ đó không đủ thời gian khoảng từ 5 đến 15 phút để mà tư vấn, để mà nêu vấn đề và đưa mình phác đồ. Cho nên vị bác sĩ đó sẽ không kịp thời gian trả lời cho mình hiểu nguyên nhân tại sao mình bị thoái hóa hay bị viêm khớp dạng thấp. Và từ đó thì sau khi về nhà điều trị xong, sau một thời gian đó, người bệnh sẽ có một số cái nguy cơ, và một trong những số nguy cơ đó đó là điều trị xong rồi không biết lý do nào đó lại tái bị trở lại. Vậy thì cái điều quan trọng nhất để mà dứt điểm tránh bị tái phát đó chính là phải tìm cho ra được tại sao mình bị cái vấn đề này. Thì xin mời bác sĩ Mai có thể giải thích rất kỹ cho mọi người nguyên nhân mắc các cái vấn đề về xương khớp được nêu trên ạ. À, đúng là như bạn Sơn nói, đây là một điều mà cả ngành y tế, đặc biệt là cái hội xương khớp, thì người ta thấy rằng rất nhiều vấn đề và đủ loại tuổi, chứ không phải là chỉ có người già nha, không phải chỉ có những người làm những cái công việc lao động nặng. Những vấn đề đó đến bác sĩ đã giải quyết, nhưng sau đó lại tái đi tái lại. Và thực ra, như bạn Sơn chia sẻ rất hợp lý, đó là các bác sĩ thì quá ít thì giờ để cùng với bệnh nhân hỏi xem cuộc sống họ thế nào, họ làm việc ra sao, tư thế thế nào. Và vì vậy chúng tôi không kiểm soát được tại sao người bệnh sau khi điều trị nhưng sau đó lại mắc trở lại. Và đôi khi bệnh nhân cũng không có bày tỏ hết. Còn nếu có một cái dịp nào đó mà được ngồi với bác sĩ để nói những điều này thì có vẻ sẽ giúp rất tốt. Ví dụ, các bạn đi khám bệnh sẽ thấy chúng tôi hỏi ngày tháng năm sinh của các bạn. Để làm gì? Để biết tuổi thật. Để biết tuổi các bạn là tuổi sinh học, tuổi sinh lý và tuổi của xương. Bây giờ, với cái mức độ của xét nghiệm, chúng tôi có những cái xét nghiệm để đo được cái này. Ví dụ như bạn 40 tuổi nhưng thực sự ra xương của bạn đang ở tầm 60 tuổi. À, mình sẽ biết được rằng là xương của mình đã tệ đi so với tuổi thật của mình rồi. Thì thực ra cái này nếu chúng ta không biết bảo dưỡng nó thì tuổi thì trẻ nhưng xương đã già rồi. À, vì vậy khi mọi người, nhất là người Việt chúng ta thì nào là còn có tuổi Tây, tuổi ta, rồi tuổi giấy tờ, tuổi gì gì nữa đúng không ạ? Nhưng với bác sĩ chúng tôi sẽ cần biết đó là một yếu tố tuổi thật, tuổi sinh học của các bạn là tuổi nào để giúp cho các bạn hiểu được cái bệnh của bạn đang nằm ở giai đoạn nào và nên như thế nào. Thế các bạn thấy tuổi quan trọng không? Rất quan trọng. Cho nên đôi khi ví dụ như phụ nữ thì hay bớt tuổi đi nhưng mà đàn ông thì hay cộng tuổi vào đúng không? Nhưng với bác sĩ tuổi thật tuổi giả không quan trọng, bây giờ cần biết là ha, với cái tuổi người đó như thế thì tuổi xương của họ như thế nào để chúng tôi mới biết được tư vấn được. Một việc nữa đó là
Nếu mọi người đều từng làm cái công việc đó là kiểm soát cân nặng, mình đang thiếu thì mình tăng lên, đúng không? Mình đang thừa thì mình giảm xuống. Nhưng giảm bao nhiêu và giảm như thế nào cho hợp lý? Thì một trong những lý do thừa cân béo phì ảnh hưởng đến cái xương, bởi vì các bạn hãy nhớ rằng một cái xe bò nó chỉ có, hay là một cái xe tải, nó chỉ có một cái tải trọng nhất định. Bạn bắt nó chở quá cái tải trọng đó thì cái xe đấy sẽ hư. Khung xương chúng ta cũng thế, nếu chúng ta chất lên nó quá nặng thì nó sẽ sao ạ? Nó sẽ sụp, nó sẽ cong, nó sẽ gãy, nó sẽ thoái hóa sớm hơn. Vì vậy thừa cân béo phì là một trong những yếu tố tác động đến các bệnh xương khớp. Và đâu đó nhiều người bảo nhà tôi, cả nhà tôi đều mập vậy đó. À, hãy cẩn trọng với điều này. Bởi vì khung xương của bạn chỉ tải được một cái mức tải tối đa nào thôi. Nếu lâu dần thì bắt đầu sẽ có chuyện đấy ạ. Và đây là một điều tiếp theo mà theo kinh nghiệm làm việc của tôi thì đây là điều khó kiểm soát nhất. Đó chính là công việc của các bạn, hoạt động của các bạn, cuộc sống của các bạn, sinh hoạt của các bạn với tư thế nào. Tư thế đó không phù hợp thì ảnh hưởng đến xương khớp. Và đây chính là điều bác sĩ chúng tôi chịu thua. Không thể sống với các bạn 1 giờ, 1 ngày, huống hồ chi 1 tháng, 1 năm hay cả đời, đúng không ạ? Cho nên gần như không thể biết được tư thế làm việc các bạn sai cái gì, đúng cái gì, có phù hợp hay không. Và đây là việc mà hồi nãy bạn Sơn vừa nói, đó là chúng ta điều chỉnh, chúng ta chữa, chúng ta cải thiện mọi cái, nhưng vì sao vẫn bị lại? Đó là bởi vì không ai biết được, đặc biệt là bác sĩ, không hề biết được tư thế làm việc của bệnh nhân ra sao, sinh hoạt như thế nào và không phù hợp ở chỗ nào. Vậy thì nếu như là tôi, ví dụ như bạn Sơn bị một cái khớp nào đó, có thể tôi sẽ phải quan sát bạn ấy xem sử dụng cái khớp đó vào những cái việc gì trong cái cuộc sống bạn đó, thì lúc đó tôi mới có thể tư vấn hay nói chính xác được. Và vì sao bạn ấy phải làm như vậy để không bị lại cái bệnh mà đã từng bị. Đây. Đó là những cái mà theo kinh nghiệm thực tế của tôi thì rõ ràng cán bộ y tế chịu thua thật rồi đó. Và một việc nữa đó là các bạn nói bác sĩ ơi tôi làm nặng lắm, ngày nào tôi cũng phải bưng vác, tôi cũng phải khuân nhiều thứ lắm. Nhưng nặng là bao nhiêu và tần suất là như thế nào? Một ngày khiêng 10 lần hay 100 lần khác nhau hết, đúng không ạ? Như vậy chúng tôi cũng là người không thể biết được cuộc sống của người bệnh của mình, không được biết cuộc sống của cái người mà chúng tôi hỏi có một câu phải trả lời nhiều thứ, nhưng thông tin thì lại chẳng biết gì. Quan trọng không? Các bạn thấy quan trọng cực kỳ không? Với tôi nghĩ đây chính là thất bại của các bác sĩ chúng tôi. Thua là chắc rồi, vì 10 phần nắm được có một vài phần, còn lại không nắm được. Và một việc nữa, việc này thì đâu đó, nhất là các bạn nếu là tư vấn cho người ta dùng dinh dưỡng thì hay quan tâm. Nhưng vì sao tôi lại muốn nói nó đến cuối cùng? Bởi vì vốn dĩ ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ là việc hàng ngày. Và chúng ta hay nhắc đến chuyện ăn trước, nhưng thực ra rất nhiều thứ trước rồi mới đến ăn. Thì nếu chúng ta đưa vào cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng, hay đúng hơn là đưa vào không phù hợp, đưa vào không phù hợp, không cân bằng, thì nó sẽ dẫn đến các cái bệnh xương khớp. Và thậm chí là nó là một trong những thứ cũng tác động lâu dài. Bởi vì chúng ta ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, trẻ ăn, lớn ăn, già cũng ăn, gần chết cũng ăn, đúng không ạ? Vì vậy một trong những cái nguyên nhân mà gây ra những bệnh xương khớp, nếu mà tôi mà ngồi nói với các bạn có thể nói cả tháng vẫn chưa hết, nhưng hôm nay trong cái khuôn khổ này tôi chỉ tóm gọn lại và muốn nhấn mạnh lại như cái ý bạn Sơn lúc nãy vừa trao đổi. Thì thực chất đó là bao giờ các bạn đi tìm ra được lý do vì sao các bạn cứ bị tái đi tái lại những cái việc mà chúng ta giải quyết nó không có triệt để, thì trong những cái yếu tố tôi vừa nêu có lẽ mọi người hãy chú ý kỹ một chút, thì lúc này chúng ta mới có thể giúp được cái đối tượng chúng ta muốn giúp nó đến nơi đến chốn. Như vậy thì tầm quan trọng của việc hiểu biết về xương khớp cũng như là nguyên nhân sẽ giúp cho chính các anh chị chúng ta đây trang bị được
để chúng ta phòng ngừa chính bản thân của mình cũng như chúng ta giải quyết khi chúng ta vướng phải vấn đề này. Một lần nữa thì qua phần chia sẻ của bác sĩ Mai, chúng ta đã thấy cái vai trò collagen không những chiếm đến 90% chất hữu cơ ở trong chồng lớp xương khô mà còn là một trong những thành phần chiếm từ 10 đến 20% của sụn. Vậy thì để hiểu hơn vai trò collagen đối với xương khớp, bác sĩ Mai có thể chia sẻ cho mọi người nghe được không ạ? Thực sự ra khi tôi được mời ngồi nói chuyện với mọi người đề tài này, tôi mới thấy rằng vốn dĩ xương chúng ta nó vẫn nằm ở đấy suốt từ thở con người khai thiên lập địa, đúng không ạ? Nó vốn dĩ vẫn sống cùng chúng ta đời này kiếp khác, thế mà gần như không ai chú ý. Tôi nói thật đó là ngay cả bác sĩ chúng tôi trong quá trình điều trị đối với xương khớp dường như cũng quên đi cái việc này, và phải chăng đó là thất bại dẫn đến những cái việc mà hôm nay tôi phải ngồi đây để moi ra những cái thông tin rất hữu ích. Nó là khoa học và nó vốn dĩ đã có sẵn đó, nhưng chúng ta lờ đi hay là không chú ý tới. Và hôm nay ngồi đây khi mọi người nghe một cái đề tài nghe collagen đối với xương khớp, thực ra tôi nghĩ phần lớn các anh chị em sẽ đều thấy lạ, đúng không ạ? Vậy thì hãy cùng tôi tìm hiểu tại sao nó là một điều như thế mà chúng ta lại ít được nhắc tới. Bởi vì collagen là một loại chất đạm, protein là chất đạm nha các bạn. Thì cái chất đạm đó là thành phần chủ yếu của tất cả mô liên kết. Xương là một phần của mô liên kết, mạch máu là mô liên kết. À, tất cả những thứ như thế, và cái chất đạm này có số lượng lớn nhất ở trong cơ thể con người. Nó chiếm 25% tổng lượng protein cơ thể, và ở trên da của chúng ta thì chiếm đến 75% lượng protein của da. Đấy, mọi người sẽ thấy rất ngạc nhiên, vốn dĩ nó đã nằm ở đấy mà vì sao chúng ta không biết. Và chúng ta sẽ ăn uống có nhiều cái thực phẩm, nhưng cái sự hấp thu, cái sự sử dụng để sinh tổng hợp ra cái collagen này thì ở mỗi người nó lại khác nhau, ở mỗi một cái đối tượng nó lại khác nhau. À, và như vậy thì chúng ta thấy nó phân bố rất nhiều trong cơ thể, nó nằm rất nhiều ở trong xương, trong da, trong mạch máu, trong cơ bắp. Vậy thì vai trò của nó là gì? Nó chính là cái thành phần chính của những cái yếu tố tôi vừa kể, và thành phần cấu trúc quan trọng trong gian bào. Nghĩa là cái gì ạ? Gian bào là cái phần giúp kết nối các tế bào với nhau. Nếu không có những cái phần đó thì mỗi tế bào giống như mỗi một người đứng rời ra mà chẳng có ai nắm tay với ai, và sẽ không kết thành một cái mạng lưới toàn vẹn của cơ thể được. Và vì khi nó kết nối như thế thì nó tạo nên độ đàn hồi. Và các bạn có biết là xương chúng ta có độ dẻo không ạ? Độ dẻo đó, độ dai đó, độ đàn hồi đó là nhờ collagen. Và độ cứng, độ mềm dẻo này thì tùy thuộc cái mật độ của cái collagen trong cái cơ quan đó thì nó sẽ tạo nên cái độ ấy của cơ quan. Và một cái tác dụng, một cái vai trò nữa của collagen đó là khi các tế bào của cơ thể nó biệt hóa thì thành phần này chính là đối tượng hỗ trợ cho cái sự biệt hóa đối với cơ thể. Và như vậy thì làm sao mà nó làm được những cái vai trò đó? Bởi vì cái cấu trúc của cái sợi collagen đấy nó như thế nào? Nó là cái phần có cấu trúc phân tử dài, dẻo dai. Nó gồm có ba cái polypeptide. À, ba cái polypeptide này sẽ được xoắn với nhau tạo thành cấu trúc cái vòng xoắn như cái dây thừng. Cái hình bên phải các bạn nhìn thấy xoắn lại như sợi dây thừng như thế. Và mỗi một cái sợi như thế này, mỗi một cái sợi polypeptide như thế này thì sẽ được cấu tạo từ nhiều axit amin. Và trong đó cái mô hình là cái ở trên mà các cái hình tròn các bạn thấy ba cái màu liên tiếp nối nhau đó, thì mô hình thường gặp đó là sẽ có hai cái thành phần, thứ nhất là lysine và proline và một cái axit amin khác nữa. Thì với cái cấu trúc này thì cái phân tử collagen được tạo thành, đó là cái mô hình thường gặp.
Và những cái thứ này thì nó là các tố chất nó tạo thành để nó sinh tổng hợp ra thành cái sợi, thành cái đoạn, thành cái chuỗi collagen. Như vậy khi nó có thành cái cấu trúc sợi như thế này thì nó mới giữ được cái thành phần mô đàn hồi như ở trong các mô mà tôi vừa kể. Và các bạn có biết không, nghe collagen lâu nay ai đó uống cho đẹp da đẹp tóc để cho mượt mà thế nọ thế kia ở cái mô mình muốn, nhưng mọi người có biết có bao nhiêu loại collagen không? Trời ơi, nhiều lắm à, khoảng 28 loại chứ không phải chỉ có một loại. Tôi nhớ rằng là cách đây mấy chục năm đó ai bảo là thoa collagen lên da uống, nhưng thực ra không biết là mình đang thoa cái gì và uống cái gì. Thì thực chất nó vì sao có nhiều loại, bởi vì nó có rất nhiều mô tồn tại cái này, và người ta đã phân tích ra người ta tìm thấy khoảng 28 loại collagen. Trong đó bốn cái loại chính, loại 1, loại 2, loại 3 và loại 4. Trong khuôn khổ cái bài nói hôm nay tôi nói đến bốn loại này vì không thể nói hết toàn bộ 28 loại cho mọi người nghe, nó sẽ phân tán cái suy nghĩ của chúng ta. Thì cái loại 1 đó là loại chiếm 90% lượng collagen ở trong cơ thể và được cấu tạo từ các cái sợi dày đặc. Nó góp phần tạo nên cái mô liên kết lúc nãy tôi nói, da này, xương này, gân này, sụn này, mạch máu này, mô liên kết răng nhá. Thì loại 1 là chiếm 90% lượng collagen. À, loại 2 đó là loại được tạo nên từ các cái sợi lỏng lẻo hơn, tìm thấy ở trong cái sụn đàn hồi và đệm khớp. À, còn loại 3 đó là loại có cấu trúc của cái khối cơ bắp, các cái cơ quan và các cái động mạch. À, loại 4 đó là loại hỗ trợ màng đáy ở da. Loại 5, loại 6 vân vân cho đến hai mươi mấy loại như tôi vừa nói. Mọi người thấy nhiều không ạ? Cho nên không phải nói collagen thì chỉ bảo một thứ là không đúng. Sang thấy sao? Đúng rồi chị, nếu mà không hiểu biết hoặc là chúng ta chưa từng biết được các loại collagen này á, thì thông thường ví dụ như một số cái sản phẩm quảng bá ở trên thị trường, nước uống collagen, rồi viên uống collagen, và chúng ta cũng không thể có kiến thức đọc được là cái collagen trong những cái sản phẩm đó thuộc trong cái loại nào để chúng ta có thể sử dụng đúng vào cái mục đích mà mình đang cần phải bổ sung collagen. Và có một cái điều mà em được biết thực sĩ Mai, đó là khi tuổi mình càng lớn thì collagen nó sẽ sản xuất ra càng ít về số lượng cũng như chất lượng, nó sẽ bị giảm đi. Đó là đặc tính sinh học tự nhiên của con người. Vậy thì những dấu hiệu mà giúp mình mà thay đổi, ví dụ như là da mình nó sẽ kém săn chắc này, nó có nếp nhăn này, hoặc là nó không còn cái màu đồng đều. Vậy thì đối với những trường hợp mà những biểu hiện của cơ thể báo hiệu cho chúng ta biết là chúng ta đã bị ít collagen như vậy, thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn những thực phẩm nào để mà nó bổ sung collagen cho việc thiếu hụt vì đặc tính sinh học của cơ thể như thế? Có vẻ đây là câu mà chị em phụ nữ quan tâm nhiều nhất, không biết Sơn sao. Cũng có luôn. Tại vì nghe bảo mà uống thuốc thì chắc là phụ nữ không thích. À, nhưng mà ăn cái gì mà đẹp là bảo đảm sưu tầm về và bắt cả nhà ăn ngay, đúng không? Cho nên là bây giờ chúng ta hãy xem coi những thực phẩm nào nó có thể hỗ trợ để tổng hợp collagen. Các bạn hãy nhớ rằng thực phẩm đó cung cấp những cái chất như tôi phân tích ở trên đó. Collagen là một cái yếu tố phân tử, nó gồm nhiều cái như thế cấu thành. Cho nên thực ra khi chúng ta đưa collagen vào người thì không có đưa trực tiếp đâu ạ. Mà đa phần là những thứ sẽ có thành phần để hỗ trợ tổng hợp nên cái collagen của mô này. Như vậy thì collagen được dự trữ dưới những dạng tiền chất là procollagen. Và nó được tạo ra bằng cách kết hợp hai cái loại axit amin ở trên tôi vừa phân tích là lysine và proline, dưới tác dụng của cái vitamin C ở trong thực phẩm thì nó mới hỗ trợ tăng sinh collagen. Như vậy nếu chúng ta chỉ có ăn đạm mà không có vitamin, thậm chí còn thiếu rất nhiều thứ thì nó không thể tạo collagen. Đấy, cho nên ở đây tôi muốn kể những thành phần trong thực phẩm có để cho mọi người lựa chọn ăn và giúp cho cái quá trình hỗ trợ tổng hợp collagen của cơ thể. Như vậy thì vitamin C là một cái tố chất rất cần thiết
trong cái quá trình để sinh tổng hợp collagen nhá. Và có lẽ cái này chắc là mọi người, không chỉ có chị em phụ nữ đâu, chắc là nam giới cũng rành này, đó là có nhiều các loại cây họ cam quýt, ớt chuông, dâu tây, những cái loại như thế là có chứa nhiều vitamin C, có rất nhiều loại. Ở đây tôi chỉ diễn tả một số điển hình thôi nhá, chứ không phải chỉ những thứ tôi nói mới có vitamin C. Prolin thì có ở một cái lượng rất lớn, tìm thấy ở trong cái lòng trắng trứng, ở mầm lúa mì, ở sản phẩm từ sữa, từ bắp cải, từ măng tây và từ nấm. Lysine thì được tìm thấy nhiều ở trong da heo, miền Nam gọi heo, miền Bắc thì gọi là lợn, da gà, nước dùng xương và một số loại thực phẩm chứa protein. Đấy, như vậy với các cái thành phần cấu thành cái phân tử collagen thì mọi người hãy biết rằng là phải có nguyên liệu thì mới ra được cái thành phẩm. Như vậy chúng ta không cung cấp nguyên liệu thì đừng mong tạo thành cái thành phẩm collagen tuyệt vời, đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ phải bổ sung cho nó đầy đủ đa dạng. Chứ nếu chỉ giống như chúng ta xây nhà mà bảo chỉ có cần xi măng thôi thì không xây được, chỉ cần gạch thôi cũng không xây được. Cho nên phải có đủ thì nó mới có thể tạo ra cái lượng collagen đối với các mô như các bạn vừa tìm hiểu theo kiến thức khoa học tôi cung cấp lúc này, đúng không ạ? Có thể thấy rằng là chúng ta cần phải chú ý đến đa dạng thực phẩm, đủ chủng loại thì mới có đủ cái nguyên liệu để cơ thể chúng ta tổng hợp ra collagen. Vậy thì collagen đó, nó phân tích đi sâu chút xíu nữa bác Mai, nó sẽ bao gồm có bao nhiêu dạng và dạng nào là dạng cơ thể con người chúng ta hấp thu một cách hiệu quả nhất ạ? À? Đây là một câu hỏi hay. Rất nhiều người từng uống, từng thoa, uống dạng viên, uống dạng nước, đúng không ạ? Thoa kem có collagen. Nhưng đấy là gì ạ? Chúng ta hãy hiểu đơn giản, tôi mô tả trên hình như thế này. Các bạn hiểu rằng là giống như một cái cục thịt thì nó chứa protein. Nhưng chúng ta sẽ cắt nhỏ ra miếng nhỏ thì chúng ta mới có thể ăn được cái cục thịt đấy, đúng không ạ? Thì protein là một cái khối, nó gồm rất là nhiều chuỗi thành như một cái cục như thế này. Nhưng khi tách ra, cắt nhỏ ra thì nó sẽ trở thành những cái chuỗi ngắn hơn, nhỏ hơn. Thì khi cái cục thịt to là nuốt không nổi, nhưng nếu cắt nhỏ hơn là có thể nhai được, đúng không ạ? Và có thể nuốt được. Nhưng nếu cắt nhỏ nữa thì trở thành gọi là oligopeptide. Thế thì polypeptide lớn hơn và oligopeptide thì xin lỗi mọi người, là vì bác sĩ chúng tôi quen đọc theo thuật ngữ Latin, có thể tiếng Anh mọi người sẽ đọc là peptide nha, tôi thì tôi đọc theo thuật ngữ Latin cho nên tôi đọc peptide, polypeptide. Và oligopeptide thì nó chứa tầm từ 2 cho tới 20 axit amin. Và vì vậy cứ càng cắt ngắn cắt nhỏ dần thì nó sẽ được hấp thu tốt hơn. Và đến tức là từ cái cục protein to, nhưng nếu đến phân cắt nhỏ nhất thành axit amin thì sẽ hấp thu cực nhanh. Như vậy mọi người sẽ hiểu rằng thứ nào được hấp thu nhanh chính là những thứ từ nhỏ nhất. Lớn hơn một chút thì chậm hơn cái nhỏ kia, lớn nữa thì sẽ chậm nữa, và to đùng như thế này thì rất khó hấp thu. Đấy. Và như vậy thì collagen thủy phân, collagen peptide á, thì nó dễ dàng được hấp thu bởi vì nó ở trong cái giai đoạn là oligopeptide này. Tức là có từ 2 đến 20 axit amin. Vì vậy cái khả năng hấp thu của cái collagen thủy phân là cao hơn, hiệu quả và nó nhanh hơn. Và có một số cái oligopeptide thì chỉ có 2 hay 3 cái phân tử axit amin, tức là ngắn nữa. Ví dụ như có 7 cái thì đi vào được rồi. Nhưng mà nếu 3, 2 cái, 4 cái thì nó sẽ còn đi vào nhanh hơn nữa. Tức là giống như cái rổ của các bạn, cái lỗ chỉ lọt được cái phần đó, nhưng nếu cái phần nhỏ thì nó sẽ lọt được, đúng không ạ? Vậy thì cứ càng chuỗi ngắn dần đi, nhỏ dần đi thì nó sẽ hấp thu nhanh hơn. Vậy thì chúng ta từ giờ trở đi, nếu có một sản phẩm collagen, hãy tìm hiểu xem nó thuộc loại nào. Nó thuộc loại to, nó thuộc loại vừa hay nó thuộc loại nhỏ nhất, thì lúc đó chúng ta sẽ biết là hiệu quả nó trong thời gian bao lâu. Được không nào? Và như vậy thì
collagen peptide với cái khả năng hấp thu như thế, nó sẽ hỗ trợ cái sức khỏe xương khớp ở đâu? Lúc nãy trên cái cấu tạo tôi có nhắc rồi, 90% ở cái trọng lượng khô của 30% chất hữu cơ của xương nó là collagen. Nhưng collagen sẽ đi vào như thế nào và có tác dụng như thế nào đối với xương khớp? Thì khi nó nâng cái mô chắc lên của cái mô sụn và mô khớp, thì có phải rằng là cái tính toàn vẹn của cái mô khớp đấy chắc hơn, nó được bao bọc hơn, giống như mọi người đi tập thể dục, mọi người đau, mọi người sẽ dùng một cái tấm băng để băng lấy cái đầu gối của mình, thì có phải là cử động đấy mọi lần sẽ đau, nhưng bây giờ chúng ta có bảo vệ bởi một cái trợ lực của cái tấm băng, của một cái băng thun, của một cái bao, thì có thể là giúp giảm đau mà. Và nếu nó giảm đau đi, nó không ma sát nữa, nó không cọ quẹt nữa, nó không gây bào mòn nữa, thì có thể chính nó đã là ngăn tổn thương và ngăn ngừa mất xương. Đó. Và bởi vì nó giúp toàn vẹn cái sụn và cái khớp, cho nên theo tuổi tác cái lượng collagen cơ thể giảm dần như lúc nãy Sơn có nói đó, thì nguy cơ mắc các cái rối loạn của xương khớp nó sẽ tăng lên. Như vậy nếu người ta nghiên cứu được là bổ sung collagen theo tuổi tác thì có thể cải thiện được vấn đề của xương khớp nói chung. À, và người ta đã có những cái nghiên cứu dù rằng chưa nhiều nhiều ở trên người nhưng cũng đã thấy có tác dụng của vấn đề này. Vì vậy cho nên là một cái biện pháp người ta cảm thấy rằng là lâu nay không có chú ý thì bây giờ bắt đầu chú ý để xem với những cái biện pháp như thế thì có giúp tốt hơn để cho nó hỗ trợ cái sức khỏe xương khớp được khỏe mạnh. Và người ta cũng nhận thấy được những cái từ những cái nghiên cứu để thấy rằng collagen giúp ức chế của quá trình phân hủy xương dẫn đến loãng xương, là cái nghiên cứu đó người ta làm như thế này. Tức là trong một cái nghiên cứu kéo dài 12 tháng thì những cái phụ nữ sau mãn kinh đã bổ sung canxi này, vitamin D này, và có một nhóm thì người ta bổ sung thêm 5 gram collagen vào và nhóm còn lại thì không bổ sung collagen vào hàng ngày. Cuối cuộc nghiên cứu thì người ta thấy rằng những cái nhóm người mà có bổ sung thực phẩm có canxi này, có vitamin D này, có collagen thì cái nồng độ protein thúc đẩy cái quá trình phân hủy xương trong máu nó thấp hơn đáng kể so với những người còn lại, đó là nhóm dùng chỉ canxi, vitamin D mà không bổ sung thêm collagen. Như vậy nhóm dùng collagen cũng bị mất cái mật độ xương khoáng trong xương hơn. À, điều này cũng tương tự khi người ta cho thấy kết quả ở phụ nữ khoảng 66 phụ nữ mãn kinh uống 5 gram collagen mỗi ngày trong 12 tháng. Thì những người dùng collagen có mật độ khoáng xương, cái chỉ số đó chúng tôi gọi là BMD, là bone mineral density á, thì nó tăng tới 7% so với những người không dùng collagen. Và cái mật độ xương này tức là cho phép đo cái mật độ khoáng chất chẳng hạn như là canxi trong xương. À, và cái mật độ xương này thấp thì có liên quan đến xương yếu và nguy cơ gãy xương nó sẽ cao. Mặc dù là cái nghiên cứu người ta thấy đầy kết quả hứa hẹn như vậy nhưng mà các nhà khoa học cũng đề nghị là nên nghiên cứu nhiều hơn đối với người để có những cái kết luận xác đáng cho cái tình trạng bổ sung này. Wow, từ nãy đến giờ thì chúng ta đã nghe được cái kiến thức collagen thật sự là có một cái sự khác biệt đúng không các anh chị? Và hầu như là nó làm cho chúng ta cảm thấy là rất là mắc wow, ngạc nhiên, bởi vì là không nghĩ collagen nó lại ở dạng nhiều loại và nó lại có nhiều vai trò. Trước đây thì chúng ta cũng từng nghĩ là chỉ có đẹp da không mà thôi. Vậy thì là một cái điều mà chúng ta rất cần để chú ý biết đến, đó chính là collagen khi chúng ta bổ sung vào cơ thể thì nó sẽ thực hiện vai trò như thế nào đối với da, tóc, sụn ở một cái liều lượng ra làm sao, hay còn gọi là khi chúng ta uống collagen vào thì nó sẽ tới bộ phận đích là gì, bộ phận cuối cùng là gì, và bao nhiêu gram của collagen đó nó sẽ đến từng bộ phận như vậy.
Xin mời bác sĩ Mai có thể phân tích cho mọi người cùng theo dõi. À, đây là một điều ai cũng uống, ai cũng ăn, nhưng mà ăn bao nhiêu thì đủ và uống bao nhiêu thì vừa. Một cái phân tích nghiên cứu cái lâm sàng vào năm 2019. 15 gram collagen peptide trong một ngày thì an toàn và hiệu quả. Với liều sử dụng 2,5 gram collagen peptide hàng ngày thì cải thiện tốt cho sức khỏe xương khớp và sức khỏe làn da, tóc. Nhưng mà với liều 5 gram collagen peptide mỗi ngày thì bắt đầu thấy cải thiện mật độ xương. À, và với liều 15 gram collagen peptide mỗi ngày thì đã thấy giúp cải thiện khối cơ và tỷ lệ các cái thành phần cơ thể khác. Vậy cho thấy rằng là với các con số tôi nói thì mọi người sẽ thấy không phải một gói, không phải một muỗng, không phải một hàm lượng cố định đối với tất cả các mục đích, mà tùy theo mục đích chúng ta sẽ sử dụng bao nhiêu. Thì đấy chính là liều bổ sung collagen peptide cho sức khỏe được tối ưu. Điều này là một điều mà gần như là trong các cái nhãn hiệu cũng như trong các hướng dẫn thì em không hề thấy là sự phân tích như thế này cả. Và đó chính là lý do mà kiến thức của người tiêu dùng cần phải trang bị những cái hàm lượng liều lượng như thế này để biết là chúng ta nên bổ sung như thế nào là phù hợp cho cái nhu cầu đích của mình. Và hiện nay trên thị trường có rất là nhiều dạng collagen như dạng gel, dạng nước, dạng nén, dạng bột của hàng trăm nhãn hiệu khác nhau. Và dường như là người tiêu dùng người ta đứng trước một cái ma trận và người ta bối rối, người ta chỉ dùng một cái loại nào đó khi có một ai đó đã giới thiệu. Như vậy thì chúng ta cần chú ý rằng là như hồi nãy bác sĩ Mai chia sẻ, cơ địa mỗi một người không giống nhau, dẫn đến khả năng hấp thu collagen nó sẽ khác nhau và nhu cầu cũng sẽ không giống nhau nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có những tiêu chí lựa chọn sản phẩm bổ sung collagen như thế nào để phù hợp cho chính bản thân của chúng ta. Xin mời bác sĩ Mai có thể hướng dẫn cho mọi người. Đây là một cái việc mà thực sự ra, ví dụ như chúng tôi xài thuốc thì chúng tôi sẽ có liều chỉ định và chống chỉ định. Chúng tôi sẽ có những cái tiêu chí rất là rõ ràng. Riêng về thực phẩm hay là những thành phần hỗ trợ như thế này thì thực sự ra cái tiêu chí lựa chọn đấy không một tổ chức nào đưa ra gọi là cụ thể. Nhưng theo tôi sẽ dùng những thứ mà chúng ta sẽ xác định được. Thứ nhất là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng không ạ? Xuất xứ rõ ràng để chúng ta biết được là chúng ta đang dùng cái gì và có an toàn không, được thử nghiệm về độ an toàn. Sản phẩm phải có giấy công nhận, và nếu chúng ta đang sống ở quốc gia là Việt Nam thì chúng ta nên dùng những cái sản phẩm có giấy công bố lưu hành của Bộ Y tế Việt Nam cấp. Có thể là cái này mọi người sẽ khó hình dung, nhưng mà các bạn sẽ thấy là ví dụ dược phẩm các bạn đi mua được ở những cái chỗ mà chính hãng thì đó là những sản phẩm được lưu hành chính thống. Nha. Và một cái nữa như tôi phân tích ở trên, với các cái mức độ từ protein xuống tới polypeptide xuống tới oligopeptide xuống tới axit amin. Như vậy thì tùy theo mức độ chuỗi của phân tử collagen mà nó được sử dụng hấp thu nhanh hay chậm. Vậy thì nếu sử dụng collagen thủy phân thì sẽ giúp hấp thu được dễ dàng và mang lại hiệu quả sẽ tốt hơn. Và một cái nữa đó là hãy nhớ trong những cái câu chuyện trên tôi nói thì mọi người phải biết rằng là không chỉ xương có collagen, rất nhiều mô có. Và cũng chẳng phải chỉ có một mình collagen mới tạo ra xương khớp hay là da tóc chúng ta đẹp, đúng không ạ? Như vậy chúng ta phải nhớ kết hợp rất nhiều những thứ khác, những cái thứ để có thể cùng với collagen. Ví dụ như nếu có lựa chọn sản phẩm đó mà có kết hợp thêm được những cái dưỡng chất thực vật, đó là những cái hoạt chất sẽ rất là có ích cho cơ thể để gia tăng cái khả năng chống oxy hóa cho cơ thể nữa thì càng tốt. Có thể thấy rằng là để xương chớp, xương chắc và khớp khỏe, chúng ta cần phải có một sự phối hợp với nhau không chỉ là dinh dưỡng mà còn có các phương pháp như vận động, như là nghỉ ngơi, như là thể trạng vân vân.
và sự phối hợp đó sẽ diễn ra một cách đồng bộ. Nhưng một trong những cái giải pháp mà chúng ta thường xuyên bị thiếu hụt kiến thức và chưa được quan tâm nhiều, cũng như là chúng ta chưa chú ý nhiều đến, đó chính là giải pháp về dinh dưỡng. Vậy thì chính xác là các loại dinh dưỡng nào sẽ hỗ trợ cho xương khớp và tác động cụ thể nó ra sao với việc xương khớp, thì xin mời bác sĩ Mai có thể tóm tắt cho mọi người cùng theo dõi được biết là bao gồm bao nhiêu loại. Như tôi vừa mô tả về kiến thức khoa học thì các bạn thấy cái hệ xương khớp của chúng ta có rất nhiều thành phần, có rất nhiều cấu trúc và cái cấu tạo để đảm bảo được cái vai trò và chức năng của nó thì rất đa dạng, đúng không ạ? Như vậy thực chất ngôi nhà xương khớp của mình cũng cần rất nhiều chất, chứ không phải chỉ nói đến xương khớp thì chỉ uống canxi rồi hôm nay nghe collagen thì cũng phải là chỉ uống collagen không, mà nó là những thứ kết hợp với cùng những thứ khác. Vậy thì những thứ đó là gì? Ví dụ tôi nói đến omega 3. Thực ra omega 3 thì có trong mọi tế bào của cơ thể, bởi vì nó là cái chất béo thiết yếu, nhưng nó lại thưa là thứ mà cơ thể chúng ta không tự tổng hợp được. Vì vậy chúng ta phải đưa từ bên ngoài vào. Vậy thì hãy lựa chọn những cái sản phẩm, những cái dinh dưỡng mà có thành phần omega 3 để bổ sung vào. Như vậy thì hệ xương cũng sẽ giúp được tăng cường sức khỏe cho hệ xương và giúp làm giảm nguy cơ loãng xương khi chúng ta cung cấp đủ cái chất béo thiết yếu. Bởi vì tế bào nào cũng cần thì tế bào xương cũng thế. Và omega 3 là một cái chất béo có tính chất nó kháng viêm, giúp giảm được các cái tình trạng viêm hay đau của các cái cơn đau khớp. Vì vậy hãy nhớ chất béo thiết yếu trong cơ thể cần một tỷ lệ nhất định và không thể thiếu, chứ không phải là bảo không tôi chỉ cần uống canxi, tôi uống collagen là xương tôi khỏe, chưa chắc ạ. Các bạn thiếu hết chất liệu để xây một cái ngôi nhà thì nó không khỏe đâu ạ. Và một cái yếu tố nữa, hồi nãy các bạn sẽ thấy trong thành phần sụn khớp tôi có nói đó, thì cái glucosamine ở trong xương khớp nó là một hợp chất, nó giống như cellulose, nó là tiền chất của nhiều cái thành phần cấu tạo nên sụn của chúng ta và được chiết xuất từ chitin. Nó có trong những cái vỏ cua, vỏ sò, vỏ tôm mà các bạn hàng ngày vẫn dùng trong thực phẩm đó, và thành phần chính nuôi dưỡng tái tạo cái sụn khớp, tạo nên cái dịch khớp, giúp sản xuất cái dịch khớp. Hồi nãy tôi nói ở trong cái dịch khớp, trong cái bao khớp, cái bao hoạt dịch mà các bạn xem cái cấu trúc đó, thì là chúng ta cần cái chất này. Và cái cơ bản của cái chất glucosamine này rất quan trọng để cho tái tạo sụn khớp nhé. Và như vậy không chỉ glucosamine, khi glucosamine được đưa vào nó thẩm thấu vào để nó giúp tái tạo thì nó cần phối hợp với cái gì? Đó là chondroitin sulfate, thì nó mới hỗ trợ để vào giúp cho nuôi dưỡng và tái tạo sụn khớp. Như vậy thiếu cũng không được, thừa thì cũng không xong. Và một cái chuyện nữa đó là khi mà những cái tiền chất nuôi dưỡng tái tạo cái mô sụn như là glucosamine nó vào thì nó sẽ chuyển thành cuối cùng là thành glycosaminoglycan và proteoglycan, rồi sau đó mới đi vào các thành tố này, nó vào sụn khớp, nó mới bảo vệ cái đầu xương, nó tạo cái sự đàn hồi cho khớp và nó giảm chấn động lên xương khớp với cái cơ chế như thế, chứ không phải tự nhiên mà bạn ăn ngay cái sụn hay cái xương gì ở cái mô thực phẩm thì nó vô liền đâu ạ. Nó phải có một cái quá trình, và khi như thế thì nó sẽ tăng sản xuất cái dịch khớp giúp bôi trơn cái sụn khớp này, và lúc đó dầu nhớ các bạn tra vòi, cái máy không có còn nghe kêu rọt rẹt nữa và nó sẽ được hoạt động rất là linh hoạt, rất là trơn tru, không còn nghe lục cục gì nữa hết và cái khớp của chúng ta nó sẽ được toàn vẹn. Ngoài ra trong một số thực phẩm các bạn sẽ thấy có cái chiết xuất nhũ hương, đây là một cái loại mà nó có tính chất chống viêm và vì vậy khi người ta thêm vào thì sẽ có những cái tác dụng để giảm cho các yếu tố viêm, trong đó viêm khớp cũng là một hiện tượng. Và như vậy, ức chế cái enzyme gây viêm trong cơ thể thì làm cho cái chuyện khớp nó bớt đau đi và nó không còn khó chịu nữa.
Như vậy thực chất ra khi các bạn ăn uống sẽ có những thứ các bạn thấy phối hợp lại ăn cùng thì tự nhiên cái cơ thể nó dễ chịu hơn. Nhưng cũng có những thứ nếu chúng ta phối hợp không đúng thì chúng ta sẽ thấy khó chịu hơn nhiều. Đúng không ạ? Còn protein cũng thế, nó sẽ kích thích tổng hợp ra những cái proteolycan, collagen, đây là những cái thành phần mà tạo nên cái lớp sụn đệm như ở trên tôi nói lúc nãy, chuyển hóa nước, chuyển hóa dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng tái tạo cái sụn của cái khớp. Và nó cũng ức chế hoạt động các cái enzyme tiêu sụn. Như vậy để toàn vẹn cái sụn khớp thì nó cần tất cả những thứ này. Ngoài ra trong thực phẩm chúng ta sẽ có rất nhiều cái chất mà nó có vị. Ví dụ như bột đông khô của Acerola cherry và bột citrus dehydrate thì nó là một cái nguồn cung cấp rất là nhiều vitamin C và nó có dưỡng chất thực vật. Như hồi nãy tôi đã giải thích ở trên, vitamin C là một cái thành tố nằm trong cái quá trình sinh tổng hợp ra cái collagen. Nếu thiếu nó thì collagen sẽ không được tạo ra và mang lại cái hiệu quả chống oxy hóa, bảo vệ sụn khớp dưới tác dụng của cái nguồn vitamin C này. Nó giúp cho chuyển hóa protein bình thường và tổng hợp collagen là thành phần chủ đạo của cái mô sụn. Và những cái chất này nó sẽ giúp chống oxy hóa, dập tắt những cái gốc tự do và đó là nguồn cơn gây ra cái hiện tượng viêm ở các cái khớp của bạn. Hồi nãy trong cái cấu tạo khớp, cấu tạo sụn, tôi có nhắc đến thành tố acid hyaluronic, không biết các bạn còn nhớ không? Nhờ cái chất này, khớp chúng ta không có mạch máu và nó tạo độ nhờn cho dịch khớp, giúp bôi trơn cho sụn khớp, phủ lên cái bề mặt sụn để làm như cái đệm giảm sốc. Và nó dẫn truyền chất dinh dưỡng từ dịch khớp đến nuôi dưỡng cho cái khớp. Tốt không ạ? Rất tốt. Và thành phần cấu tạo nên cái dịch khớp giúp hấp thụ, giữ cái lượng nước trong khớp xương, tạo cái độ nhờn cho cái khớp. Như vậy thì cái khớp nó hoạt động, nó trơn tru, nó mềm mại và nó uyển chuyển. Như vậy, thực sự ra, tôi đã nói rồi, xây một căn nhà cần rất nhiều vật liệu. Xương xưa nay mọi người vẫn biết đó là chỉ nhắc đến canxi. Cái này là xưa lắm rồi, đúng không? Tôi chỉ nhắc lại thôi. Đó là canxi là thành phần chính cấu tạo nên hệ xương. Vì sao ạ? Trong cơ thể chúng ta 100% canxi thì 99% canxi nó nằm ở trong hệ xương và răng, giúp cho xương chắc khỏe. Yếu tố thứ hai, một cái khoáng chất. Những cái khoáng chất này người ta gọi là đại lượng. Đại lượng là vì nó chiếm cái phần lớn và có những cái khoáng còn vi lượng nó cũng có tác dụng. Thì magie là một cái nguyên tố cải thiện cái sự hình thành tinh thể xương và làm giảm nguy cơ loãng xương. Magie ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa canxi và thay đổi hormone nhất định liên quan đến điều hòa canxi trong cơ thể. Nếu các bạn uống canxi mà không có kèm với magie thì nó sẽ không dẫn đi vào xương được. Bởi vì nó chính là cái chất dẫn đến mô đích cho đúng nơi. Và những cái chất mà màu sắc của thực vật các bạn thấy á, xanh đỏ tím vàng, trong cái màu vàng nó có cái chất carotenoid, trong đó có cái chất chính đó là beta carotene và lutein, thì nó sẽ giúp hạn chế cái quá trình hủy xương. Cái này người ta tìm thấy được ở trong một cái loài thực vật rất là gọi là hạng hoàng hậu á, hạng vàng á. Đó là loại cỏ linh lăng. Và ngoài canxi magie ra thì nó còn cần những yếu tố khác, ví dụ như kẽm, mangan hay đà đồng để nó duy trì cái mô liên kết, phát triển các cái sợi collagen ở trong xương. Và những cái khoáng đó nó hỗ trợ một số cái enzyme quan trọng trong cơ thể để xây dựng một cái hệ xương khỏe mạnh. Như vậy khi nói đến canxi magie, người ta đã nghiên cứu thấy là với cái tỷ lệ thích hợp phải là 2 canxi 1 magie hoặc là 1:1 thì nó mới giúp cho canxi đi vào đến đúng cái xương và làm cho xương chắc khỏe. Như vậy nhiều khi chúng ta chỉ uống một mình canxi không đủ. Và những cái yếu tố tôi nói liên quan đến nhau như thế này là bởi vì nó cần cho cả một cái hệ xương khớp chứ không phải chỉ cần cho một cái yếu tố nào đơn lẻ cả. Như vậy có thể thấy rằng là đó là sự kết hợp của chất đa lượng, vi lượng và dưỡng chất thực vật cùng phối hợp với nhau
thì mới ra được một cái loại giải pháp dinh dưỡng hoàn thiện cho hệ xương khớp của mình. Vậy thì đây chỉ là một trong các yếu tố của bộ giải pháp đồng bộ. Ngoài về dinh dưỡng ra, chúng ta còn cần phải thực hiện những cái biện pháp nào hoặc là những cái việc gì để mà giúp cho chúng ta chăm sóc sức khỏe xương khớp tối ưu không, bác sĩ Mai ạ? À, như tôi đã nói từ lúc mở đầu, đó là một cái ngôi nhà cần sự toàn vẹn của rất nhiều yếu tố. Thì tất cả những cái thành tố đó hợp lại chúng ta mới có một cái ngôi nhà sức khỏe tối ưu. Vì vậy, phải có một cái lối sống lành mạnh. Các bạn phải có những cái hoạt động thể chất phù hợp với cái tuổi của mình, phù hợp với cái cuộc sống, và chúng ta phải biết lắng nghe cái cơ thể khi chúng ta hoạt động. Liệu như vậy có an toàn đối với hệ xương khớp chúng ta không? Có an toàn với tim mạch không? Có an toàn với những cái mô ở trong cơ thể không? Nhiều khi chúng ta hoạt động vì một ví dụ như muốn làm đẹp, muốn giảm cân, chúng ta chỉ chú ý đến một yếu tố thì nó không đầy đủ. Chúng ta phải phối hợp. Cái thứ hai nữa đó là duy trì một cái cân nặng thật hợp lý. Nếu lúc nãy tôi nói cái khung xương của bạn, bạn cao 1m7, bạn cao 1m5, bạn cao 1m4 thì nó sẽ có một cái sức nặng mà cái khung xương đó có thể mang được tối ưu. Tối ưu có nghĩa là sao? Nó không quá mức, nó không quá thiếu. À, như vậy thực sự ra tôi vẫn biết rằng là trong cái quá trình các bạn đi tìm cái gọi là cái quà kiểm soát cân nặng thì đôi khi vẫn có những điều như thế này mọi người chưa chú ý, nhưng thực ra nó là cả một chuỗi quá trình, nó không phải là một việc và nó kéo dài thời gian. Cho nên khi chúng ta quan tâm thì chúng ta phải chú ý đến các yếu tố học hỏi để mới có thể làm được. Thì nói một câu là duy trì cân nặng hợp lý, nhưng thế nào là hợp lý thì có lẽ phải học đấy ạ. Phải tìm hiểu thêm là với chiều cao nào, cân nặng nào thì hợp lý. Cái nữa, đây là một việc mà tôi là một bác sĩ làm việc mấy chục năm, tôi cảm thấy máu đo được, xương đo được, tóc cũng đo được, cái gì cũng đo được hết á, chụp được đủ thứ. Nhưng một cái thứ đó là kiểm soát căng thẳng không kiểm soát được. Stress đối với tất cả chúng ta đều có mức độ ít hay nhiều, nhưng nó đều tác động đến mô cơ thể. Và nếu chúng ta không kiểm soát được mức độ stress căng thẳng đối với cơ thể thì nó cũng tác động lên tất cả, trong đó hệ xương khớp cũng không loại trừ. Một điều nữa, có lẽ cái này liên quan đến nam giới. À, tôi cũng không phán xét, nhưng mà vì nam giới thì hút thuốc nhiều hơn nữ giới. Như vậy, các bạn đều biết trong cái khói thuốc lá, trong cái điếu thuốc lá khi chúng ta hút thì có bao nhiêu độc chất. À, và vì vậy những thứ này nó sẽ làm cho thêm những cái gốc tự do trong cơ thể, sẽ hại cho tất cả, trong đó hệ xương khớp cũng ảnh hưởng. Một cái việc nữa đó là chúng ta ăn nhiều cái thực phẩm mà đôi khi chúng ta không biết nó là những thực phẩm gây ra viêm đối với cơ thể. Vậy thì bây giờ chúng ta đang có tình trạng của xương khớp hay là một cái mô nào đó đang viêm mà chúng ta lại ăn cái chế độ kích thích cái sự viêm này thì có phải là tai hại không ạ? Vì vậy đó cũng là những cái kiến thức phải kết hợp để mới duy trì được nó hợp lý. Cái kế tiếp đó là bổ sung các cái dinh dưỡng tốt cho sức khỏe xương khớp. Chúng ta cần cái gì ăn cái nấy, hay là chúng ta ăn tất cả những thứ chúng ta cần mà còn những thứ chúng ta cần thì chúng ta lại không ăn. Tóm lại, để duy trì một cái lối sống lành mạnh thì chúng ta sẽ phải phối hợp tất cả những điều này. Hy vọng rằng là mọi người đã có được những cái hình dung về một cái bối cảnh để chúng ta kết hợp cho thật tốt. À, không biết như vậy thì có quá tải không Sơn nhỉ? Chắc chắn rằng là với kiến thức của chị Mai chia sẻ từ đầu giờ đến giờ nó rất là chi tiết, và em cảm thấy rằng là nó sâu hơn so với những gì mà mọi người đã được từng biết trước đây, và có những kiến thức rất là mới được bác sĩ tổng hợp lại và chuyển ngữ thành những cái từ ngữ có thể tạm gọi rằng là nó dễ hiểu hơn, thông dụng hơn. Và chắc chắn rằng là không thể nào mà chúng ta nghe một buổi như vậy mà chúng ta nhớ hết. Vì vậy thì trước khi chúng ta đến một cái phần nữa thì Sơn xin phép được tổng hợp những nội dung tổng quát của bác sĩ Mai đã vừa chia sẻ từ đầu buổi đến bây giờ. Bao gồm có thứ nhất, đó chính là chúng ta sẽ cần hiểu về cấu tạo và vai trò của xương. Ví dụ như là chúng ta hãy nghe là mặt.
Ba trò hệ xương là gồm dạng nâng đỡ, bảo vệ, dự trữ và tạo máu. Cấu tạo xương thì gồm có xương trục và xương chi, bao gồm có 30% là chất hữu cơ và chất vô cơ chiếm 70% trọng lượng xương. Trong chất vô cơ thì collagen đến 90%. Tổng kết và cấu tạo của phần về khớp, sau xương là tới khớp. Khớp thì chúng ta có khớp động, bất động và bán động. Và cấu tạo thì gồm có dây chằng bao hoặc dịch dịch khớp sụn và bao khớp. Sụn khớp là một lớp mô trong suốt, cứng, mềm, vừa dẻo dai, vừa đàn hồi tốt để mà giảm phần chấn động trên, bao gồm lấy đầu xương, trong đó collagen chiếm từ 10 đến 20%. Và các vấn đề mà như bác sĩ Mai vừa chia sẻ chúng ta thường hay gặp đó là loãng xương, thoái hóa gút, viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra chúng ta sẽ còn gặp một số vấn đề khác mà nội dung chương trình chúng ta hôm nay không đủ thời lượng để nói, ví dụ như là thoát vị đĩa đệm này, ví dụ như là bị gút này, vân vân. Nguyên nhân đây là một cái việc mà chúng ta cần phải biết, bởi vì đây là một điều mà Sơn cũng như bác sĩ Mai nhấn đi nhấn lại rất là kỹ, đó là chúng ta cần phải hiểu rõ được nguyên nhân tại sao gặp vấn đề xương khớp đó, để mà chúng ta có thể phối hợp với phác đồ điều trị cũng như phương pháp điều trị một cách hiệu quả. Trong đó có cái vấn đề ví dụ như là tuổi tác càng lớn, thứ hai là sai tư thế. Xin chắc chắn tất cả chúng ta đang ngồi theo dõi hoặc đang nằm ở đây, tư thế chúng ta nó sẽ có sự thay đổi rõ rệt luôn. Có rất là nhiều bạn phụ nữ, rất nhiều chị em phụ nữ khi ngồi thì chân lại hay như thế nào ạ? Gác lên, chân kéo dạng như là kéo chéo chân, thì như vậy nó làm sai là giữa cái xương chậu và cái xương lưng của mình. Hoặc là chúng ta là sao đấy, khiêng vác vật nặng quá sức của mình, thiếu hụt dinh dưỡng, thừa cân cũng như lao động nặng, đó là năm trong số nhiều nguyên nhân chúng ta thường bị. Vậy thì nguyên phần tóm tắt kế đến đó chính là collagen và vai trò của collagen đối với xương khớp. Collagen là một dạng chất đạm chủ yếu của mô liên kết, số lượng protein lớn nhất trong cơ thể chúng ta, chiếm 25% tổng lượng protein và đồng thời chiếm đến 75% lượng protein của da. Vậy thì vai trò của nó mà chúng ta hay nghe là ngoài da ra, protein, collagen còn có vai trò đến sụn, xương và gân, và là thành phần trọng điểm cấu trúc da bào, kết tố với các tế bào khác nhau tạo nên độ đàn hồi mềm dẻo mà các cơ quan của nó cấu tạo nên. Phân loại của collagen thì chúng ta có 4 loại chính trong số 28 loại. Trong đó chúng ta nhớ loại 1 là loại chiếm 90% lượng collagen của cơ thể và được cấu tạo dày đặc. Nó sẽ giúp cho cấu tạo nên cấu trúc của da, xương, sụn, gân, mô liên kết và răng. Và cái dạng mà collagen mà chúng ta cần chú ý đó là dạng collagen chúng ta dễ hấp thu, là dạng collagen mà có chuỗi gì ạ? Chuỗi amino acid ngắn, đó chính là dạng collagen thủy phân, giúp cho chúng ta dễ dàng hấp thu và hiệu suất sử dụng cao hơn. Và công dụng của dạng collagen mà dễ hấp thu này đó là giúp chúng ta giảm đau cũng như ngăn ngừa mất xương. Rồi và phần cuối cùng là cái phần mà bác sĩ Mai vừa chia sẻ, đó chính là dinh dưỡng cho hệ xương khớp của mình, thì bao gồm có những loại. Đầu tiên nhất là đa lượng là omega 3 để cải thiện bằng cách là tăng cường hàm lượng canxi trong xương và kháng viêm. Kế đến đó là glucosamine giúp chúng ta nuôi dưỡng, tái tạo và thành phần tạo nên dịch khớp, tăng sản xuất dịch khớp. Thì cái dịch khớp là giúp cho chúng ta làm gì ạ? Đưa cái chất dinh dưỡng nuôi vào trong phần sụn đó. Và creatine sulfate chính là cái chất giúp chúng ta chuyển hóa dinh dưỡng để nuôi dưỡng tái tạo phần sụn, ức chế các hoạt động của các enzyme tiêu sụn ra. Kế đến đó là axit hyaluric. Thì axit hyaluric này nó tạo độ nhờn cho dịch khớp, giúp bôi trơn cho sụn khớp và nó phủ lên bề mặt như là một chất đệm để giảm sốc. Ngoài cái những chất trên, chúng ta còn thấy là chiết xuất nhũ hương, tên tiếng Anh nó gọi là boswellia, để giúp cho chúng ta giảm viêm khớp, ức chế enzyme gây viêm trong cơ thể để giảm gây đau đớn và khó chịu. Những loại vi lượng tiếp theo đó là canxi, magie, kẽm, mangan và đồng. Thì canxi là thành phần cấu tạo. Nếu như canxi chúng ta phối hợp với magie ở tỷ lệ 2:1 thì magie sẽ điều chuyển canxi đến những nơi mà chúng ta cần phải bổ sung. Thì vậy magie sẽ cải thiện hình thành tinh thể xương, giảm loãng xương và giúp cho chúng ta vận chuyển được canxi. Kẽm, mangan và đồng thì giúp chúng ta duy trì mô liên kết,
phát triển sợi collagen trong xương và đóng vai trò như là một chất hỗ trợ cho một số enzyme quan trọng. Thì những cái phần này chính là phần mà Sơn tóm gọn nãy giờ. Sơn nghĩ là các anh chị cũng ghi chép và Sơn cũng ghi chép như vậy đó, để giúp cho chúng ta có thể cô đọng kiến thức lại cần thiết sau một cái buổi thuyết trình. Và một lần nữa, xin rất chân thành cảm ơn cái sự chia sẻ của bác sĩ Mai về kiến thức. Và trong cái buổi chia sẻ này á, thì Sơn nhận thấy là có rất nhiều cái câu hỏi mà được gửi gắm một cách chân thành đến bác sĩ Mai. Thì nhờ bác sĩ Mai có thể giải đáp những cái phần này. Tuy nhiên, mong các anh chị thông cảm là thời lượng của chúng ta nó có giới hạn và chúng ta sẽ không thể nào mà trả lời hết tất cả các câu hỏi, và một số câu hỏi nó không nằm trong nội dung chủ đề ngày hôm nay á, thì xin hẹn vào một buổi Zoom khác để trả lời. Thì Sơn sẽ đọc những cái câu hỏi này và nhờ bác sĩ Mai có thể giải thích cho mọi người cùng nghe. Câu hỏi đầu tiên nhất của anh hay chị Thư Võ Vân Phạm đó là: cô cho con hỏi, cổ tay bị một khối u, con xem hình thấy ghi là nang bao hoặc dịch cổ tay. Cho con hỏi hiện tượng xương khớp của con đang bị thiếu chất hay bị vấn đề gì, xin nhờ cô tư vấn cho con. Đó là câu hỏi đầu tiên bác sĩ Mai. Rồi, cảm ơn bạn đã gửi một câu hỏi. Tôi xin được trả lời. Thứ nhất là cái tay tức là nó có nhiều phần, thì không biết là bạn đang nói ở phần nào, ngón tay, bàn tay hay là cổ tay, nhưng tôi đoán có lẽ là cổ tay nhé. Thì ghi là nang hoặc dịch cổ tay. Hồi nãy các bạn xem cái hình khớp tôi mô tả đó, thì ở chỗ cái khớp cổ tay này thực ra các bạn có đến gần 10 cái xương ở cái chỗ này. Như vậy mỗi một cái xương nó tiếp giáp với nhau, nó sẽ có cái phần hoạt dịch. Vậy thì cái phần u của bạn đang lồi ra có thể là một cái phần bao hoạt dịch nào đó, nó đang bị xương nó đè xuống. Và khi nó đè xuống thì nó sẽ lồi cái phần đó lên. Nhưng mà vì lâu ngày dần nó ra, nó lồi ra và nó không vào được nữa. Thế thì bình thường khi chúng ta có như thế, nó sẽ đàn hồi ra vào được. Nhưng vì một lý do gì đó, có thể hai cái xương của bạn nó đè lên nhau gần quá và nó không có lui vào được nữa, thì nó thành cái u này. Và bác sĩ chúng tôi sẽ dùng cái đầu dò siêu âm để biết rằng nó là nang của cái bao hoạt dịch. Có nghĩa là cái phần ở trong cái hoạt dịch đó bây giờ nó chui ra bên ngoài đó đó. Thế này là do hai cái khớp xương nó đè vào nhau như thế này thì nó không đi vào được nữa. Vậy có nghĩa là nếu cái khớp bạn cử động là nó sẽ dễ bị tổn thương. Vậy thì cái này bác sĩ sẽ giải quyết rất là đơn giản. Có thể chích cho nó xẹp đi. Nhưng rồi một thời gian nó sẽ lồi trở lại nữa. Thực chất đó là bạn phải dùng một cái động tác là phải kéo giãn hai cái đầu khớp ra. Ví dụ như cái tay chúng ta thường là gì? Chúng ta xách nặng, chúng ta cầm chặt quá, chúng ta cầm tay lái xe, vô lăng xe hơi hoặc là con chuột của cái bàn phím mà chúng ta gồng quá, thì những cái khớp này nó tăng cái áp lực lên và chính cái bao đó nó cứ bị đè xuống và nó lòi ra. Vậy thì nếu mà bạn có thể bạn bóp nó cũng bể được đó, nhưng mà bạn không đủ can đảm để làm thì vào nhân viên y tế họ sẽ làm. Nhưng thực ra để giải quyết lâu dài thì bạn sẽ phải hiểu rằng là phải kéo giãn ra để cho cái dịch đó nó đi vào, và phải giữ cái tay mình ở cái tư thế nghỉ mà cho nó giãn cái này. Cho nên đôi khi khi các bạn làm kéo như vậy rồi thì các bạn phải băng cái băng thun lại ở cái cổ tay. Giống như giờ chúng ta kéo ra, nó là khớp động mà, cho nên khi kéo ra cái thả cái nó lại gập vào. Vậy thì khi kéo ra xong rồi á, thì giữ như vậy nó không còn sưng, thì lấy cái băng thun quấn lại ở cái phần đó và giữ như thế một thời gian. Nhưng phải củng cố cái hệ gân, hệ cơ của mình để cho nó giữ được hai cái này không có sát vào nhau nữa. Nếu nó cứ sát vào thì nó lại lồi ra. Và đến khi bạn đau, bạn khó chịu, thậm chí nó cứng đi, nó sơ chai. Nó là dịch mà. Lâu ngày dần nó sẽ sơ chai, nó thành sợi. Thì lúc đó nó không trở lại được nữa thì người ta sẽ phải mổ cho bạn. Wow. Câu thứ hai, bác sĩ từ chị Mai Thị Mỹ Hòa. Bác sĩ có thể cho em hỏi là tay hay bị tê có phải là biểu hiện của vấn đề xương khớp gì không ạ? Tương tự giống như cái trường hợp trên,
thì khi cái tay của chúng ta, tất cả những cái gì chúng ta làm việc đều dùng bàn tay. Chúng ta cầm, chúng ta viết, chúng ta kéo, chúng ta đủ thứ hết. Và cái lực của cái bàn tay này nó chịu đa phần trên tất cả các cái khớp. Thì trong đó cái khớp cổ tay như tôi nói, các bạn sẽ thấy cái bàn tay chúng ta chỉ có chừng này thôi. Nhưng ở trên này các bạn đếm đi vài chục khớp là nó. Và chỉ riêng ở cái cổ tay thôi, nó có 8 cái xương, 8 cái xương nhỏ nhỏ. Và nhiều cái xương của cái xương bàn tay nó nối, có nghĩa là mười mấy cái xương ở chỉ có một cái đoạn này thôi. Vì vậy khi bạn tê có nghĩa là có nhiều thứ lắm. Có thể bị hội chứng ống cổ tay, có thể bị cái nang hoạt dịch nhưng mà nó chưa có chui ra, nó mới hòm hòm thôi. Và nếu 3, 4, 5, 7 cái nang hoạt dịch trong này mà nó ra thì nó đè vào cái thần kinh nào thì nó sẽ làm mình tê theo cái đường dẫn truyền thần kinh đó. Như vậy, đầu tiên một biện pháp giản dị đó là không phải các bạn đi kiếm thuốc uống đâu, cũng phải đi mổ đâu, mà hãy nghỉ ngơi để tránh áp lực trên cái bàn tay này, để cho nó được thư giãn, nó thả lỏng, để nó về trạng thái sinh lý. Ví dụ như chúng ta cầm chuột máy tính, chúng ta sẽ gồm dữ lắm. Chúng ta cầm tay lái xe Honda cũng thế. Và mọi người sẽ cầm chặt thế này. Thì chúng ta phải đổi cái vị trí tì đè của từng cái khớp. Thì lúc đó bạn sẽ giảm áp lực và tự động nó sẽ hết tê. Rồi chúng ta vận động bằng cách gì? Chúng ta vẫy tay, rung lắc. Để làm gì? Các bạn sẽ thấy chỗ nào mà tắt thì chỗ đó đau. Đúng không ạ? À, người ta có cái chữ Hán Việt đó là thông thì bất thống mà thống thì bất thông. À, có nghĩa là hả, chỗ nào tắt thì nó đau, nhưng chỗ nào thông thì nó hết đau. Vậy thì những cái chuyện gì mà nó làm tê, đầu tiên nó sẽ hơi tê tê, nó rần rần thôi. Nhưng về lâu nó sẽ bắt đầu đau. Thì đừng để tới mức độ đau hay là nó tê mà nó không có cảm giác. Thì cái đó là nó sẽ chèn ép nhiều. Vậy thì các bạn hãy giảm tải trên cái chuyện của bàn tay. Ví dụ mình làm cái việc đó, ví dụ cầm dao băm chặt nhiều, thì giờ chúng ta bớt lại. Hoặc chúng ta được thì thuận tay kia, tức là một tay này làm mà nó mệt thì cho tay này nghỉ, tay kia làm. Luân phiên thay đổi như vậy thì các bạn sẽ giảm được cái chuyện tê này. Nếu bằng những cái thông thường đó mà đã giải quyết được thì thôi. Còn nếu tất cả những cái đó mà bạn làm rồi vẫn không được thì mời các bạn đến gặp bác sĩ. Để làm gì? Để được chẩn đoán xem đó là bệnh gì. Dạ, yeah, quá. À, câu thứ ba từ bạn Kim Thoa. Câu này em cũng thấy là có rất nhiều người cũng hay có tương tự như vậy á. Mình bôi dầu nóng thì có giúp thẩm thấu dinh dưỡng vào trong xương không bác sĩ? Không phải một mình bạn đâu. Tôi hành nghề mấy chục năm nay, tất cả những người đau vai, mỏi gối, mỏi vai, mỏi tay đều dùng dầu. Và dầu rất thông dụng với người dân châu Á chứ không phải chỉ Việt Nam. Nhật cũng dùng dầu, Indo cũng dùng dầu, Malai cũng dùng dầu, Singapore dầu kinh khủng. Thì dầu nó có một tác dụng, đó là nó là tinh dầu. Người ta lấy từ nhiều thứ lắm, nào dầu tràm, dầu khuynh diệp, dầu dầu tích, nhiều loại dầu lắm. Nhưng các bạn thấy dầu có tính chất gì ạ? Nóng. Đúng không nào? À, dầu bôi vô là nóng trước cái đã. À, như vậy thì viêm là một hiện tượng trong y khoa chúng tôi gọi là nóng. Vậy bây giờ đang viêm mà các bạn còn đổ lửa vô, các bạn thêm dầu vô. Hợp lý không ạ? À? Suy nghĩ đơn giản thôi à. Cái gì cũng dầu. Không phải dầu là sai, không phải dầu là dở, không phải dầu là không tốt. Nhưng dầu đối với hiện tượng viêm thì phải cẩn thận. Cái khớp bạn đang sưng, đang đau, có nghĩa là bạn đang bị đánh bầm dập. Bây giờ bạn lại tiếp tục bạn đập vô nữa. Và vì vậy chúng tôi phát hiện ra rằng trời ơi sao người ta bị hoài. Sao cho thuốc rồi, sao gì gì. Nhưng cuối cùng hỏi ra trời ơi, ngày nào ông chồng tôi cũng bóp cho tôi đỡ lắm bác sĩ ơi, ngày nào con tôi nó cũng massage cho tôi, nó bóp hết một chai dầu. Ôi trời ơi, thật ra chúng tôi không có đủ thời giờ và đôi khi mình không có nghỉ. Không có nghỉ đó là một cái việc. Nhưng đây là một cái thói quen của dân chúng đại đa số. Ba má của bác sĩ Mai cũng vậy thôi. Cho đến ngày về nó sưng vù lên, nó đủ thứ, đòi đi mổ cách cái này cái kia mới phát hiện ra hết chai dầu rồi.
hết luôn một cái hũ dầu dầu gì nè, dầu dầu cao sao vàng đó bạn, dầu 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 cao mà đặc đặc đó. Đó thì thực ra khi các bạn ở đâu đó đang có hiện tượng viêm, các bạn tránh dùng dầu, Hay quá bởi vì dầu là thứ gây nóng và kích thích viêm. À. Nhưng các bạn dùng dầu trong trường hợp nào? Ví dụ các bạn mỏi do cảm, các bạn lạnh tay chân thì lúc đấy các bạn dùng dầu, nhưng dùng phải vừa đủ. Các bạn có từng bôi dầu lên người mình xong sau đó đi kiếm áo lạnh, đi kiếm mền trùng chưa? Vì dầu nó là tinh dầu, nó nóng nhưng nó có tính chất là thoa lên thì nó sẽ bay hơi, và khi nó bay hơi thì nó làm mất nhiệt, mất nhiệt thì bạn sẽ lạnh, cho nên bạn càng bôi dầu một hồi nữa bạn run cầm cập Quá tuyệt luôn. vời. Từ giờ đâu có bôi dầu nữa không à, ai có dầu cứ việc bôi à. À, câu hỏi thứ tư đó là gút có phải là dạng khớp không bác sĩ, và điều trị và ngăn ngừa gút thì như thế nào? Em nghĩ đây là một câu hỏi mà nó trả lời rất rất mất thời nhiều thời gian hết bác sĩ Mai. Một chủ đề lớn luôn á. À, đúng rồi, bác sĩ Mai sẽ tóm gọn, không lan man, bởi vì nếu lan man thì các bạn ngồi đây cả tháng. Thứ nhất, gút là một tình trạng nha, một tình trạng tích tụ một loại tinh thể vào trong khớp và nó gây ra hiện tượng mới thì gọi là viêm cấp. Nhưng các bạn cũng nghe, và ai đó ngồi đây có thể rất nhiều người bị gút, gút mạn. Mạn có nghĩa là bị đi bị lại, bị tới bị lui và nó tích tụ vào, nó thành những cái cục ở trong khớp, thì nó là một tình trạng viêm khớp do tích tinh thể axit uric vào trong khớp. Và axit uric là một sản phẩm thoái biến của protein từ những cái gì có nhân purin. Như vậy nếu các bạn ăn thịt bò, các bạn ăn thịt heo, các bạn ăn thịt cừu, các bạn ăn thịt dê, các bạn ăn thịt chó, các bạn ăn đại loại là những cái thịt đỏ, thì các bạn sẽ cung cấp vô cùng nhiều cái protein có nhân này. Trong thực vật cũng có, nhưng nó sẽ ít hơn. Vì vậy bạn nào bị gút có nghĩa rằng hiện tượng viêm đã có thể cấp, có thể mãn, thì nó là một loại bệnh. Nhưng loại bệnh này đa phần là do cái miệng chúng ta gây ra hết. Bởi vì lúc nào trong người bạn cũng có axit uric, nhưng nó sẽ được cân bằng. Như lúc nãy tôi giải thích, canxi, magie, kẽm, đồng, mangan, tất cả trong người chúng ta có. Nhưng khi chúng ta ăn một bề theo ý thích, chúng ta ăn theo những thứ gọi là thói quen, tôi ăn cái này mới thấy ngon và tôi chỉ ăn một thứ đó thôi, thì tôi thiếu. Như vậy thì gút cũng thế. Các bạn nhập vào những cái protein mà nó thoái biến có cái nhân purin thì nó sẽ là sản phẩm gây ra gút. Hôm nay bác sĩ Mai chỉ giải thích ngắn gọn như thế. Còn tại sao là gút, gút là cái gì, rồi như thế nào, rồi sao, thì hẹn một dịp khác, chứ không có thời giờ để nói hôm nay, giống như Sơn nói, bao la lắm, đúng không? Yeah, câu hỏi kế đến đó là theo bác sĩ thì bổ sung collagen nguồn từ da heo hoặc là từ cá, thì có thể nói là nguồn từ cá tốt hơn nguồn từ da heo không ạ? Ở đây là câu hỏi liên quan thành phần cũng rất là thú vị đó, bác sĩ. À, có lẽ bạn này từng uống nhiều loại collagen. Thực ra đây cũng là một điều đáng tìm hiểu. Chúng ta vẫn ăn rất nhiều thứ có thể để hỗ trợ cái quá trình tổng hợp tạo ra collagen. Nhưng tại sao da chúng ta vẫn nhăn, vẫn chảy xệ, vẫn này kia? Là bởi vì có thể cái chất lượng mà cái chúng ta ăn nó không như cái mô tả hồi nãy bác sĩ Mai đã nói. Nó không phải là cái chuỗi ngắn, nó không phải là cái mà hấp thu nhanh, mà nó cực kỳ lâu và nó khó hấp thu, và thậm chí nó chưa vô được trong người là nó đã đi ra rồi. Và vì vậy người ta có rất nhiều cái nghiên cứu, nhưng thực ra đây là một điều các nhà khoa học mới thấy đến thế này. Có nghĩa là trước đây người ta biết collagen, nhưng người ta chỉ quan tâm đến da tóc, cho nên
toàn là đổ tiền vô nghiên cứu cho da và tóc. Mỹ phẩm là một thị trường mà, đó. Còn về xương khớp, bác sĩ không ai cho tiền hết trơn, cho nên không làm, không nghiên cứu. Nhưng gần đây người ta mới nhận thấy và người ta bắt đầu chú ý, bởi vì vẫn có những người rất có tâm, có nghĩa là người ta không phải vì tiền, người ta sẵn sàng nghiên cứu không công, ví dụ vậy, thì người ta đã nhận ra được cái vai trò của collagen. Thì những cái collagen mà cái chuỗi ngắn, những cái collagen mà phân tử axit amin nó ít, thì nó từ cái hải sản nhiều hơn. Cho nên thực ra từ động vật thì cái loài ở dưới nước đó, nếu có cái collagen thì thường là cái collagen nó hấp thu dễ hơn, bởi vì nó dễ cắt đến cái dạng chuỗi ngắn. Các bạn tưởng tượng đi, giống như là cái cục thịt thịt cừu đi, nó rất là béo, nó rất là nhiều nạc, nhưng mà để chúng ta nướng, chúng ta chế biến cái gì đó có thể phải phải qua nhiều khâu. Nhưng mà nếu mà cái thịt bê là cái con bò non chẳng hạn thì nó sẽ mềm hơn. Như vậy thì tùy thuộc cấu tạo của cái mô của cái loại động vật đó mà có thể sẽ chiết tách được cái loại collagen thuộc chuỗi nào. Thì người ta nghiên cứu như thế và người ta thấy những cái mà ví dụ câu hỏi của bạn đó là collagen từ cá với từ thịt, thì thực ra từ cá người ta thấy dễ hơn để tách ra được những cái collagen cái dạng chuỗi ngắn. Câu hỏi kế đến xin phép là chắc chỉ còn hai câu hỏi nữa xong nha các anh chị ha, xong cái phần đầu tiên của chương trình, bởi vì chúng ta còn một phần cuối cùng đó là phần về giải pháp. Nếu như mà trả lời hết hai câu hỏi này sẽ e rằng đến 8 giờ tối cũng chưa xong nữa, thì nhờ bác sĩ Mai chia sẻ thêm hai phần còn lại. Đó chính là có nhiều người khách hàng phản hồi uống collagen bị nóng trong người, có thể nhờ bác sĩ giải thích rõ chuyện này không ạ? Cái này không chỉ collagen, có nhiều người uống vitamin C cũng nóng, uống vitamin E cũng nóng, uống omega 3 cũng nóng, tức là những cái dinh dưỡng thực sự cần thiết cho thể, nhưng khi vào cơ thể thì cái cơ thể đó đang ở trong tình trạng nào, cái nóng này biểu hiện rằng mức độ đưa cái sản phẩm và hấp thu vào sản phẩm của mỗi người nó khác nhau. Vì vậy, ví dụ như Sơn uống bảo collagen, em muốn thấy dễ lắm, vô liền. Nhưng mà người bạn khác của Sơn bảo, trời ơi, ông uống vậy chứ tôi uống, cũng thấy có hấp thu đâu. Là bởi vì cùng một cái chất đó đến cơ thể của từng người có thể sẽ khác nhau. Thứ nhất, đó là những thứ chúng ta ăn uống có ảnh hưởng hay không. Thứ hai, cơ thể của chúng ta có đang có nhiều cái phản ứng viêm, có nhiều cái gốc tự do không? Nếu có nhiều cái hiện tượng như thế thì phản ứng đầu tiên chúng ta biết đó là nóng, đó là khó chịu, đó là sẽ nổi mụn ở ngoài da, đó sẽ là thấy bừng bừng ở cái mặt, đó sẽ thấy tê tê đầu lưỡi, đại khái rất là nhiều cái triệu chứng để cho cảm giác nóng này. Nhưng nhiều khi không đi tìm được, và vì mình không tìm được những cái thứ kia cho nên khi mình uống cái thứ gì vô thì mình chỉ đổ thừa tại cái thứ đó uống vô mà tôi nóng. Thường là như thế. Vì với kinh nghiệm của bác sĩ Mai thì thế này, tôi cho một toa thuốc, tôi chỉ cho có 3 loại thuốc, thế khi uống bị phản ứng một cái là ngưng hết. Thế thì khi đến gặp tôi thì thực sự ra nếu mà bệnh nhân nói rằng là tôi uống cái toa thuốc của bác sĩ tôi khó chịu quá, nhưng mà nếu vì toa thuốc đó người ta mất mạng thì là mệt đúng không? Vậy thì thực ra trong 3 loại đó mình sẽ phải đi tìm ra loại nào, thì phải thử lần lượt từng loại. Dĩ nhiên nếu nó không phải nguy hiểm cấp bách thì làm điều đó, còn nếu nó nguy hiểm cấp bách thì coi như loại hết cả ba, loại hết cả ba. Vậy thì collagen hay bất cứ một cái thực phẩm hay cái gì đó bạn đưa vô, nếu cơ thể của người đó có phản ứng thì phải xem lại rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ đổ thừa vì một thứ đó. Tại vì nhiều khi oan mạng đúng không, nhiều khi oan mạng cho cái sản phẩm đó, hay là cho cái người mà cho cái món đó chẳng hạn. Không phải, bởi vì cơ thể của chúng ta sẽ phản ứng với môi trường, với thực phẩm, với nước uống, với thức ăn, với thuốc, thậm chí tâm lý chúng ta cũng khác, tình cảm của chúng ta cũng khác, cũng cái thứ đó. Nhưng mà người yêu đưa thì cái gì uống cũng ngon hết,
Nhưng mà nếu một cái người mà ghét thấy mồ luôn thì không thích uống nữa, đúng không nào? Rồi, có hai mươi câu hỏi nhưng mà chúng ta sẽ không có thời gian và hy vọng là sẽ có một cái chủ đề nào đó liên quan về xương khớp hay là chi tiết hơn sẽ giải thích cho các anh chị rõ ràng hơn, vì sẽ biết rằng là có rất nhiều cái mong muốn hay là cái đó nhưng mà thời gian chúng ta giới hạn, cho nên rằng là một lần nữa chân thành cảm ơn bác sĩ Mai rất rất nhiều về việc dụng tâm chia sẻ kiến thức mà bằng những thuật ngữ rất đơn giản, rất đời thường mà rất khó có thể nghe được từ vị bác sĩ bên ngoài khi người ta nói chuyện cho một người bình bình thường như thế này. Thì cảm ơn bác sĩ Mai rất rất nhiều và xin hẹn bác sĩ Mai thêm một lần nào đó cái chủ đề nào đó mà các anh chị ở đây chúng ta quan tâm, chúng ta đề xuất cũng như chúng ta đánh giá trong phần bên ti, ví dụ như là chúng ta đánh giá về thất vọng, chúng ta mong muốn một số chủ đề, thì hy vọng là các chủ đề sau bác sĩ Mai sẽ cùng trao đổi kiến thức để chúng ta hiểu biết.